Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Chương 476, nhà họ Tư đồ của ta giúp ngươi. Lục Tôn chủ chậm rãi nhắm mắt lại, bên trên đã ra lệnh, cho dù thế nào cũng phải điều tra rõ lai lịch của nữ tử này, để tránh người nọ làm ảnh hưởng đến đại sự của liên minh hộ giới ta. Truyền lệnh xuống, khởi động tinh võng, truy nã người nọ ở chư thiên tinh giới, nếu thanh thương giới không tra ra lai lịch của nàng ta, vậy thì tìm nàng ta ở ngoài thanh thương giới. Ông lão cười khổ, tôn chủ, lão hủ không hiểu, vì sao chúng ta nhất định phải tìm nàng ta chứ? Lục tôn chủ nhẹ giọng nói, nàng ta dùng một chiêu kiếm phá hủy nghìn năm tâm huyết của chủ thượng, nếu không vì chân thân của chủ thượng không ở giới này thì sao có thể để nàng ta ngông cuồng như thế được? Chủ thượng đã lên tiếng rồi, toàn lực tìm kiếm người nọ, đợi chân thân của ngài trở về, có ân oán gì sẽ tính sổ một lượt luôn. Nghe vậy, ông lão đáp hiểu rõ. Dường như lục tôn chủ nhớ đến điều gì, mở mắt ra nhìn về phía ông lão, nhất môn nhất mạch tam tông lục tộc vẫn không có động tĩnh gì à. Ông lão gật đầu, dù là ma tông cũng không có động tĩnh gì. Chuyện này khá kỳ lạ. Lục tôn chủ cười khẩy, đều là mấy tên cáo già, truyền lệnh xuống, chỉ cần là người giết chết Diệp Huyên thưởng hai quyển công pháp bậc thiên, hai quyển võ kỹ bậc thiên, hai linh khí bậc thiên, 500 triệu linh thạch cực phẩm, 20 linh mạch ngọc phẩm. Còn có thể lấy được một lệnh hộ giới nữa. Hừ, ta không tin bọn họ sẽ không đồng lòng. Lệnh hộ giới. Sắc mặt ông lão hơi thay đổi, lệnh hộ giới này cũng không phải báu vật siêu cấp gì, nhưng có một tác dụng là có thể nhờ liên minh hộ giới giúp đỡ một lần. Nhờ liên minh hộ giới giúp đỡ một lần. Tác dụng này còn quý giá hơn cả bảo vật bậc thiên nữa. Tin treo thưởng của liên minh hộ giới nhanh chóng lan truyền khắp thanh thương giới. Cả thanh thương giới lập tức sôi trào. Lần này, hai chữ Diệp Huyên thật sự đã truyền khắp thanh thương giới, dù là người hay quỷ, là yêu hay ma, đều nhớ kỹ cái tên này, muốn lấy đầu hắn. Lúc này có rất nhiều người tiến vào Thanh Châu, không phải vì tài nguyên của Thanh Châu, mà chỉ là vì đầu của Diệp Huyên. Thanh Châu bây giờ lan truyền một câu nói, giết Diệp Huyên, giàu ba đời. Đáng nói là Túy Tiên Lâu đã hoàn toàn rút khỏi Thanh Châu. Trong dãy núi rộng lớn, Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên dừng lại, xoay người, một ông lão đứng cách đó không xa. Ngũ Lâu Chủ. Lúc này, Ngũ Lâu Chủ đã là ngự pháp cảnh. Ngũ Lâu Chủ đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta vung tay phải lên, một cái bàn xuất hiện trước mặt hai người, trên bàn có một bầu rượu, hai ly rượu. Ngũ Lâu Chủ rót đầy ly rượu, tự mình uống cạn trước, sau đó cười khổ tiểu hữu, xin lỗi. Túy Tiên Lâu đã hoàn toàn rút khỏi Thanh Châu, sau này cũng không thể giúp được cho ngươi nữa. Diệp Huyên cầm ly rượu lên uống cạn, sau đó cười nói, ta hiểu. Ngũ Lâu Chủ cười ha ha, tiểu hữu đúng là sảng khoái. Nói xong, ông ta xoay người đi, nhưng đi được mấy bước lại dừng, đúng rồi, bây giờ ta phải gọi tiểu hữu là viện trưởng mới phải. Diệp Huyên ngạc nhiên, vì sao? Ngũ Lâu Chủ cười to nói, vì lão phu đã rời khỏi Túy Tiên Lâu. Gia nhập học viện Thương Lan rồi. Ha ha. Nói xong, ông ta biến mất ở phía xa. Diệp Huyên ở tại chỗ, im lặng thật lâu. Một lúc sau, Diệp Huyên xoay người, hắn nhẹ nhàng nâng ngón tay, cách đó 10 trượng. Một đống lá kia lặng lẽ rơi xuống. Giữa lá cây có một thanh kiếm lơ lửng. Tốc độ phi kiếm của hắn bây giờ ít nhất nhanh hơn trước đây không chỉ 2 lần. Đặc biệt nếu khoảng cách khống chế của phi kiếm trong vòng 10 trượng thì tốc độ có thể càng nhanh hơn, nhanh đến mức bản thân hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được quỹ đạo mơ hồ của phi kiếm. Phi kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử là cô gái bí ẩn dạy hắn, còn phi kiếm là hắn tự học. Sau lần luyện tập này, thu hoạch lớn nhất chính là hắn đã nâng cấp được phi kiếm một lần nữa, vì lúc đang sử dụng phi kiếm, hắn đã thêm kiếm ý và kiếm thế vào. Hiệu quả hơi bất ngờ. Bây giờ nếu hắn sử dụng phi kiếm, dù là ngự pháp cảnh, chỉ cần trong vòng 10 trượng, hắn chắc chắn 90% là có thể giết chết đối phương trong nháy mắt. Mà hắn đã đặt một cái tên cho phi kiếm này. Thập trượng nhất sát. Lúc Diệp Huyên muốn rời đi, lại có một ông lão xuất hiện, ông lão mặc áo trắng rộng rãi, mái tóc bạc phơ, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, ngang dọc khắp nơi, trông cực kỳ già nua. Nhưng hơi thở của ông ta lại cuồn cuộn như đại dương, sâu không lường được. Ông lão nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, lão phu là gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Tư Đồ Minh. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, có việc gì sao?
Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc rồi nói, lão phu muốn gặp vị kiếm tiên đứng sau ngươi một lần. Diệp Huyên lắc đầu, không gặp được. Vì sao? Tư Đồ Minh hỏi. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lùng, bị liên minh hộ giới làm bị thương nặng, đang chữa thương. Nghe vậy, Tư Đồ Minh im lặng một lúc rồi nói, tất cả người của nhà họ Tư Đồ ta thật sự là bị liên minh hộ giới giết sao? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Tư Đồ Minh lại chặn trước mặt hắn, Diệp Huyên chắp tay, ta không thể đắc tội với liên minh hộ giới được, xin các hạ bỏ qua. Tư Đồ Minh nặng nề nói, ngươi cảm thấy liên minh hộ giới sẽ bỏ qua cho mình à? Diệp Huyên không nói gì. Tư Đồ Minh tiếp tục, nếu bọn họ muốn ngươi chịu tội thay thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, đã thế vì sao ngươi không cá chết lưới rách với bọn họ chứ? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đánh không lại. Tư Đồ Minh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Diệp Huyên, nhà họ Tư Đồ của ta giúp ngươi. Chương 477, 1 tỷ linh thạch cực phẩm. Nhà họ Tư Đồ muốn xử lý liên minh hộ giới. Diệp Huyên thấy hơi mơ hồ. Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi là một người thông minh, nên nhìn rõ tình thế bây giờ. Liên minh hộ giới đưa ra một món tiền thưởng lớn muốn lấy mạng ngươi, dù bọn họ muốn lợi dụng ngươi khiến thế lực ở Trung Thổ Thần Châu mâu thuẫn khắp nơi, nhưng ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho mình sao? Những người kia ở Trung Thổ Thần Châu sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Diệp Huyên nắm chặt hai tay, mặt tái xanh. Thấy Diệp Huyên như thế, Tư Đồ Minh vội nói thêm, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu trái phải đều là cái chết, vì sao không liều mạng một lần với liên minh hộ giới chứ? Liều mạng một lần, có lẽ còn có cơ hội sống. Diệp Huyên lắc đầu, không đấu lại được. Tư Đồ Minh nói, lão phu nói rồi, nhà họ Tư Đồ của ta sẽ giúp ngươi, không chỉ có nhà họ Tư Đồ ta, một vài thế lực ngươi không biết cũng sẽ âm thầm giúp ngươi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Minh, làm sao để ta tin ông đây? Tư Đồ Minh nhẹ giọng nói, ngươi còn sự lựa chọn nào khác sao? Không, ngươi không có, rất rõ ràng kiếm tiên sau lưng ngươi đã không thể chống lại liên minh hộ giới nữa rồi, chỉ có hợp tác với chúng ta, ngươi mới có một chút hy vọng sống thôi. Diệp Huyên im lặng, làm như đang suy nghĩ. Tư Đồ Minh tiếp tục, nếu không có chúng ta giúp đỡ, ngươi chỉ có một con đường chết thôi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các người giúp ta bằng cách nào? Tư Đồ Minh ngẩng đầu nhìn lên đầu, lạnh lùng nói, mục đích của liên minh hộ giới là muốn hủy diệt Thanh Châu này, vậy thì không thể để bọn họ hủy diệt Thanh Châu, bảo vệ nó cẩn thận là được. Diệp Huyên cười khinh thường, không phải nói hủy diệt Thanh Châu và Thương Lan Châu là để giữ gìn Trung Thổ Thần Châu sao? Tư Đồ Minh nói với giọng điệu nặng nề, trước kia chúng ta cũng tưởng thế, vì vậy vẫn luôn ủng hộ liên minh hộ giới. Nhưng sau đó lại phát hiện liên minh hộ giới hoàn toàn không phải vì bảo vệ Trung Thổ Thần Châu, mà là vì bản nguyên của Thanh Châu và Thương Lan Châu. Lão Phu không biết bọn họ cần bản nguyên này làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao bọn họ không cướp luôn đi, phiền phức như vậy làm gì. Tư Đồ Minh cười khẩy, bản nguyên của Thanh Châu nằm sâu trong lòng đất, có năng lực bảo vệ bản thân, nếu nó không tự động đi ra. Dù là cao thủ trên ngự pháp cảnh chân chính cũng khó có thể tìm được nó. Nhưng nếu có đủ máu tươi thấm xuống đất, nó sẽ tự động rời khỏi, vì nó ghét mùi máu tươi. Có điều như thế cần có rất nhiều máu tươi. Ngoài ra rõ ràng liên minh hộ giới vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập bàn thờ trinh tiết, phải biết rằng, bây giờ bọn họ vẫn là đại diện cho chính nghĩa trong lòng người của thanh thương giới. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lắc đầu thở dài, có không biết bao nhiêu cao thủ của Trung Thổ Thần Châu đến Thanh Châu này. Thanh Châu có dễ giữ thế sao? Tư Đồ Minh nhìn Diệp Huyên, các thế lực hàng đầu của Trung Thổ Thần Châu cũng sẽ không đến, còn những thế lực còn lại nếu có cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, chúng ta cũng sẽ ngăn cản thay ngươi, nhưng những người yếu hơn phải cần ngươi tự giải quyết. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Đương nhiên hắn hiểu rõ ràng nhà họ Tư Đồ này và những thế lực khác phía sau bọn họ vẫn không muốn liều mạng với liên minh hộ giới. Cho nên mới phải tìm đến hắn. Nói thẳng ra là muốn lợi dụng hắn đối phó với liên minh hộ giới. Diệp Huyên hơi cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không biết đang nghĩ gì. Thấy Diệp Huyên còn chưa có câu trả lời chắc chắn, Tư Đồ Minh cau mày, lạnh lùng nói, nếu bây giờ ngươi còn sợ hãi thì ngươi chỉ có một con đường chết thôi, nếu ngươi hợp tác với chúng ta thì còn có một hy vọng sống. Diệp Huyên chậm rãi nắm chặt hai tay, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang giãy giụa. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, được,
ta hợp tác với các ngươi. Nghe vậy, Tư Đồ Minh lập tức yên tâm, vì bây giờ bọn họ vẫn chưa muốn đối đầu chính diện với Liên minh hộ giới, nhưng lại không muốn Liên minh hộ giới tiếp tục muốn làm gì thì làm như thế, cách duy nhất là tìm người ra ngoài kiểm chế Liên minh hộ giới. Diệp Huyên vừa khéo là người thích hợp. Liên minh hộ giới muốn lợi dụng Diệp Huyên để bọn họ tự giết lẫn nhau, vậy vì sao bọn họ không thể lợi dụng Diệp Huyên để nhằm vào Liên minh hộ giới chứ? Nghĩ đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, trong lòng không người cười khẩy. Người trước mắt vừa khéo thích hợp làm một con cờ. Lúc này, Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, theo ta được bước, rất nhiều tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu đã đến Thanh Châu, thực lực tổng thể của những người này mạnh hơn tu sĩ của Thanh Châu, muốn ngăn bọn họ cướp bóc khắp nơi là rất khó. Tư Đồ Minh nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi cũng có thể hợp tác với tất cả tu sĩ của Thanh Châu, chỉ cần các ngươi hợp tác, những người kia sẽ không thể thích làm gì thì làm nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cần tiền. Nghe vậy, Tư Đồ Minh cau mày. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, kẻ thù của chúng ta là ai? Là Liên minh hộ giới. Nếu muốn đấu với bọn họ thì phải sẵn sàng sẽ hy sinh gì đó, nếu không vẫn nên ngoan ngoãn chờ chết đi. Tư Đồ Minh im lặng một lúc lâu, sau đó nói cần bao nhiêu? Không nhiều. Diệp Huyên đáp, 1 tỷ linh thạch cực phẩm. Sắc mặt Tư Đồ Minh lập tức trở nên lạnh lẽo, 1 tỷ linh thạch cực phẩm, không nhiều. Ngươi chắc là không nhiều chứ? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, ta tiết lộ cho ông một chuyện nhé. Lúc trước thanh thương giới này bị một trận pháp thần bí bao trùm, ông có biết không? Nghe vậy, trong mắt Tư Đồ Minh lộ vẻ khiếp sợ, sao ngươi biết? Diệp Huyên hơi ngây người, vì rõ ràng Tư Đồ Minh biết chuyện này. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, nói tiếp, vậy ông có biết kế hoạch của Liên minh hộ giới sắp hoàn thành rồi không? Nếu đợi bọn họ hoàn thành, nhà Tư Đồ của ông đừng nói là muốn báo thù, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề đấy. Bây giờ không liên thủ thì sau này chỉ có thể giơ cổ chờ chém thôi. Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi tiếp tục, ông nghĩ đến kết cục của Học viện Thương Mộc xem, đầu tiên là suy yếu trên diện rộng, sau đó là bị chèn ép, mà bây giờ, ông nghĩ đi, nhà họ Tư Đồ của ông và Học viện Thương Mộc có phải có chỗ giống nhau không? Không sai, nhà họ Tư Đồ các ông đã bị suy yếu trên diện rộng, nếu còn tiếp tục, ha ha. Tư Đồ Minh im lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 478, ta sẽ cố gắng hết sức mình. Diệp Huyên không nói thêm nữa, có đôi khi nói nhiều sẽ phản tác dụng. Một lát sau, Tư Đồ Minh nói, muộn nhất một ngày, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nói xong, ông ta xoay người đi mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhún vai một cái, tiếp tục tu luyện. Sau khi rời đi, Tư Đồ Minh trở về Trung Thổ Thần Châu. Sau đó đến Học viện Thương Mộc. Đương nhiên ông ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyên, có một vài chuyện ông ta phải tự mình chứng thực. Tư Đồ Minh vừa đến Học viện Thương Mộc, một ông già đã xuất hiện trước mặt ông ta, người đó chính là viện trưởng của Học viện Thương Mộc Lê Khanh. Tư Đồ Minh chắp tay, Lê viện trưởng, lão phu là Tư Đồ Minh của nhà họ Tư Đồ, đến đây vì có chuyện muốn hỏi. Nhà họ Tư Đồ. Lê Khanh nhìn Tư Đồ Minh, nói đi. Tư Đồ Minh nhìn một vòng xung quanh, vung tay phải lên, bốn phía lập tức bị một sức mạnh thần bí chặn lại, sau đó, ông ta nhìn Lê Khanh, lão phu muốn biết rốt cuộc Học viện Thương Mộc ở Thanh Châu đã xảy ra chuyện gì. Học viện Thương Mộc ở Thanh Châu. Nghe vậy, vẻ mặt Lê Khanh trở nên hơi khó coi, vì lần đó có thể nói là lần Học viện Thương Mộc chịu thiệt hại nặng nề nhất trăm năm qua. Thấy Lê Khanh im lặng, Tư Đồ Minh lại chắp tay lần nữa, xin Lê viện trưởng nói rõ sự thật. Lê Khanh lắc đầu, chuyện của Diệp Huyên, lão phu không muốn nhiều lời, nhưng lão phu vẫn phải nhắc nhở các hạ một câu, cẩn thận liên minh hộ giới, bọn họ mới là kẻ ăn tươi nuốt sống đấy. Nói đến đây, như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Đương nhiên ông ta phải căm hận Diệp Huyên rồi, nhưng ông ta càng căm hận liên minh hộ giới hơn, vì sau khi bị liên minh hộ giới khoét một dao, Học viện Thương Mộc mới không thể không dựa vào thế lực khác. Chuyện với Diệp Huyên là Học viện Thương Mộc không bằng người ta nên mới thua. Nhưng liên minh hộ giới ở sau lưng hại người, sau khi xong chuyện còn đâm một đao, bỏ đá xuống giếng, cả đời ông ta cũng sẽ không quên. Vì so với Diệp Huyên, thật ra ông ta hận liên minh hộ giới hơn. Nghe thấy lời của Lê Khanh, Tư Đồ Minh im lặng một lúc, sau đó gật đầu, đã hiểu. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Chuyện sủng. Sáng hôm sau,
Tư Đồ Minh tìm đến Diệp Huyên một lần nữa. Trong rừng trúc, Tư Đồ Minh búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm lấy, sau khi quét thần thức, tay hắn hơi run rẩy. Trong nhẫn chứa đồ là 1 tỷ linh thạch cực phẩm. Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời vẫn rất tốt đẹp. Lúc này, Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chúng ta sẽ ở sau lưng toàn lực ủng hộ ngươi, nhưng nếu ngươi không đạt đến yêu cầu của chúng ta sẽ vứt bỏ ngươi bất cứ lúc nào, đổi một người khác, hiểu không? Diệp Huyên bình tĩnh cất nhẫn chứa đồ đi, gật đầu, hiểu rồi, nhưng ta vẫn còn một vấn đề cuối. Tư Đồ Minh nói, hỏi đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta bây giờ sẽ phải không chết không thôi với liên minh hộ giới đấy. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Tư Đồ Minh cười lạnh, khi bọn họ giết chết 10 mấy người của nhà họ Tư Đồ ta thì đã là không chết không thôi rồi. Ngươi yên tâm, không chỉ nhà họ Tư Đồ muốn đối phó với bọn họ, về phần còn ai nữa, tạm thời không thể nói với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được, bây giờ ta sẽ triệu tập tất cả tu sĩ của Thanh Châu, chỉ cần các ngươi toàn lực ủng hộ ta, Diệp Huyên ta tuyệt đối sẽ không khiến Thanh Châu biến thành Thương Lan Châu thứ hai. Tư Đồ Minh nhìn Diệp Huyên, vậy chúng ta xin mỏi mắt mong chờ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta sẽ cố gắng hết sức mình. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tư Đồ Minh sau lưng Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, hy vọng con cờ này sẽ không khiến người khác thất vọng, liên minh hộ giới. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta dần trở nên dữ tợn. Vì gia chủ nhà họ Tư Đồ chết trên núi Vạn Khâu chính là con của ông ta. Sau khi rời khỏi khu rừng, Diệp Huyên đi thẳng đến đế đô Ninh Quốc. Trên đường đi, hắn cười không ngậm được mồm. 1 tỷ linh thạch cực phẩm. 1 tỷ đó. Có số tiền này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như sửa chữa tháp giới ngục, chiêu binh mãi mã. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới dưới tường thành đế đô Ninh Quốc, 100 kỵ binh Thương Lan lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều đang đợi hắn. Nhìn thấy Diệp Huyên, tất cả kỵ binh Thương Lan đều cúi đầu hành lễ, bái kiến viện trưởng. Diệp Huyên vung tay lên, quay lại Khương Quốc. Vào lúc Diệp Huyên định dẫn mọi người rời đi, một cô gái đột nhiên cưỡi ngựa vội vàng chạy ra từ trong thành. Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn đi tới trước mặt Diệp Huyên, đang định lên tiếng, người Diệp Huyên đã lóe lên, xuất hiện trên lưng một con ngựa hắc diễm, sau đó, hơn 100 người đã cách xa đó 10 mấy trượng. Thác Bạt Ngạn đứng yên tại chỗ. Chương 479, đã là bước đường cùng rồi. Ninh Quốc và Khương Quốc cách nhau không xa, Diệp Huyên cũng không đi thuyền bay. Chưa đến mấy canh giờ, Diệp Huyên đã dẫn theo 100 kỵ binh Thương Lan trở về Học viện Thương Lan. Sau khi quay lại Học viện Thương Lan, Diệp Huyên lập tức gọi mấy người Lục Cửu Ca đến. Trong điện Thương Lan, Lục Cửu Ca, Mạc Nguyên, Phong Lam, Kiếm Sở Sở, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch đều đã đến. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyên, đợi một câu trả lời của hắn. Diệp Huyên nói, có lẽ mọi người cũng hiểu tình cảnh của Thanh Châu và Diệp Huyên ta bây giờ. Đúng thế, ta thật sự đã trở mặt với liên minh hộ giới rồi. Trở mặt. Trong điện, có người biến sắc. Liên minh hộ giới. Đây là người chấp pháp của Thanh Thương giới đấy. Mạc Vân Khởi cười khổ, Diệp Thổ Phỉ, kẻ thù của ngươi có phải hơi mạnh rồi không? Diệp Huyên nhún vai một cái, hết cách rồi, người quá đẹp trai rất dễ bị người ta thù hận. Mạc Vân Khởi giơ ngón tay cái với Diệp Huyên, ngươi mặt dày, dù tất cả mọi người của liên minh hộ giới liên thủ cũng khó mà xuyên qua được. Nghe vậy, người trong điện bắt đầu cười to. Bầu không khí vui vẻ hơn rất nhiều. Một lát sau, Lục Cửu Ca, nhìn về phía Diệp Huyên, nói suy nghĩ của ngươi đi. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ Thanh Châu rất loạn, hơn nữa ngày càng có nhiều tu sĩ đến Thanh Châu, Học viện Thương Lan chúng ta hoàn toàn không gánh vác Thương Châu này nổi. Chúng ta chỉ có thể hợp tác với tất cả thế gia, tông môn, tán tu của Thanh Châu, mọi người cùng liên thủ mới có thể chống lại những tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu. Nên ứng đối với cao thủ ngự pháp cảnh chân chính thế nào đây? Lục Cửu Ca đột nhiên hỏi. Vấn đề này đã gãi đúng chỗ ngứa. Diệp Huyên vung tay một cái, hùng hồn nói, không sao, cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cứ để ta lo, sau lưng Diệp Huyên ta có người, rất nhiều người. Mọi người. Lục Cửu Ca nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, vậy thì vấn đề không lớn lắm. Chuyện triệu tập tông môn thế gia tu sĩ ở Thanh Châu cứ để ta xử lý. Diệp Huyên gật đầu, cô làm việc ta rất yên tâm. Ngoài ra còn có một vấn đề lớn nữa, đạo binh Thương Lan vẫn chưa đủ mạnh,
Bọn họ nhất định phải đạt đến trình độ vạn pháp cảnh. Ngươi điên rồi sao? Mạc Vân Khởi ở một bên không nhịn được nói, vạn pháp cảnh, Diệp Thổ Phỉ, ngươi có biết điều này có nghĩa gì không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lão Mạc, lão Bạch, tình cảnh Thanh Châu bây giờ, tình cảnh chúng ta bây giờ, thật ra đã là bước đường cùng rồi. Mạc Vân Khởi lắc đầu, ta biết, nhưng muốn tất cả đạo binh Thương Lan đạt đến trình độ vạn pháp cảnh là rất khó. Diệp Huyên nói, nếu đủ tiền thì sao? Đủ tiền. Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyên, vì biến cố ở Thanh Châu, thu nhập của Học viện Thương Lan bây giờ chỉ miễn cưỡng đủ chi, không còn thừa bao nhiêu tiền để nuôi dưỡng những đạo binh này. Diệp Huyên đột nhiên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đặt lên bàn, 500 triệu linh thạch cực phẩm, có đủ không? 500 triệu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hơi ngơ ngác, Diệp Huyên này vừa đi cướp sạch một tông môn siêu cấp sao? Lục Cửu Ca im lặng một lúc, sau đó lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra để lên bàn, trong nhẫn chứa đồ này là linh khí bậc chân ngươi nhờ Ngũ Lâu chủ của Túy Tiên Lâu mua khi đó, có tổng cộng 31 món, mà khoảng thời gian này, đạo binh Thương Lan ra ngoài tiêu diệt tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu, tổng cộng lấy được 41 món linh khí bậc chân, nếu cộng thêm 500 triệu linh thạch cực phẩm, miễn cưỡng có thể kiếm ra 100 món linh khí bậc chân, nhưng nhớ kỹ, là món, không phải bộ. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi muốn đào tạo ra một đạo binh siêu cấp không phải khó bình thường đâu, hiểu chứ? Cũng không phải khó lắm. Kiếm Sở Sở ở một bên đột nhiên lên tiếng. Mọi người nhìn về phía nàng ta, Kiếm Sở Sở cười hì hì, chúng ta có thể lấy chiến nuôi chiến. Không phải Trung Thổ Thần Châu có rất nhiều người đến sao? Bọn họ đến để cướp chúng ta, vậy vì sao chúng ta không thể cướp của bọn họ? Đúng đấy. Mạc Vân Khởi cười nói, chúng ta cũng có thể cướp lại bọn họ mà. Cũng không thể để Diệp Thổ Phỉ nuôi dưỡng đạo binh Thương Lan mãi được. Bây giờ bọn họ đã mạnh thế rồi, hoàn toàn có thể tự nuôi mình. Diệp Huyên nhìn Lục Cửu Ca, nàng ta im lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu có thể. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, nếu đã như thế, áp lực của mình thật sự ít đi rất nhiều. Sau khi tan họp, Diệp Huyên trở về phòng của mình. Hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, bên trong là 500 triệu linh thạch cực phẩm còn lại. Nhất định phải sửa chữa tháp giới ngục. Có cái tháp này vẫn yên tâm hơn một chút, dù sao bây giờ Kiếm Tiên tỷ tỷ không còn ở đây, vẫn cần có một lá bài tẩy mới được. Hơn nữa trong tháp giới ngục còn có mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ mà. Dù linh thạch cực phẩm trong những nhẫn chứa đồ này đều đã bị hấp thụ hết, nhưng đồ bên trong vẫn còn. Phải biết rằng trước đó những người này đều cướp sạch ở Thương Lan Châu rồi mới đến đây, đồ của bọn họ có thể là đồ bỏ đi sao? Không những thế, trong đó còn có bảo vật của hai ngự pháp cảnh chân chính nữa. Nếu tháp giới ngục hồi phục, hắn sẽ phát tài một lần nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lập tức thấy hơi kích động. Hấp thụ. Diệp Huyên nhanh chóng cho tháp giới ngục hấp thụ linh thạch cực phẩm, tháp giới ngục bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh thạch cực phẩm trong nhẫn chứa đồ của hắn. Một khắc sau, 100 triệu linh thạch cực phẩm đã không còn. Tháp giới ngục không có động tĩnh. Hai khắc sau, lại 100 triệu linh thạch cực phẩm bị hấp thụ. Tháp giới ngục vẫn không có động tĩnh. Không lâu sau đó, trong nhẫn chứa đồ chỉ còn lại 100 triệu linh thạch cực phẩm. Lúc này, Diệp Huyên hơi hoang mang rồi. Một lát sau, tất cả linh thạch cực phẩm trong nhẫn chứa đồ của hắn đều bị hấp thụ sạch sẽ, nhưng tháp giới ngục vẫn không có động tĩnh. Trong phòng, Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó đập một cái xuống bàn, giận dữ nói, muốn thế nào? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? 700 triệu linh thạch cực phẩm đấy. Đại ca, ngươi là heo sao mà ăn nhiều thế? 700 triệu linh thạch cực phẩm. Trái tim Diệp Huyên cũng đang chảy máu đây. Với tình huống của Thanh Châu bây giờ, dù là thế lực hạng nhất cũng chưa chắc có thể lấy ra 700 triệu linh thạch cực phẩm. Phải biết rằng Ninh Quốc dành dùm rất nhiều năm cũng chỉ có mấy chục triệu linh thạch cực phẩm thôi đó. Mà bây giờ, một tháp giới ngục lại hấp thụ 700 triệu linh thạch cực phẩm, quan trọng là vẫn không có chút động tĩnh nào. Không nuôi nổi. Lúc này, Diệp Huyên thật sự cảm thấy không nuôi nổi. Vì hắn không biết cái tháp này còn muốn hấp thụ bao nhiêu linh thạch cực phẩm nữa. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Chương 480, sao bây giờ các người mới đến? Diệp Huyên khiến mình bình tĩnh lại, nói, vào đi. Cửa mở ra, một cô gái đi vào, người đến chính là Khương Cửu. Lúc này Khương Cửu vẫn mặc áo giáp bạc, tư thế hiên ngang.
Nàng ấy đi tới trước mặt Diệp Huyên, quan sát hắn một lúc, kiếm hoàng rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Lâm Chính gật nhẹ đầu, tốc độ nâng cấp này của ngươi cũng không kém Tiểu An là bao. Tiểu An. Trong đầu Diệp Huyên lập tức xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Lúc này, Khương Cửu nói, đi theo ta. Nói xong, nàng ấy xoay người đi trước. Diệp Huyên đi theo Khương Cửu đến phía sau học viện Thương Lan, có 10 người đứng trước một thác nước, 10 người đều mặc áo giáp màu vàng đậm, tay cầm một thanh trường thương cùng màu. 10 người hơi thở sắc bén, ánh mắt như đao, trên người tản ra sát khí lạnh lẽo. Nhìn thấy Diệp Huyên, 10 người vội quỳ một gối xuống, bái kiến viện trưởng. Khương Cửu ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, 10 người bọn họ đều là thần hợp cảnh đỉnh cao, nếu 10 người liên thủ, có thể dễ dàng giết chết vạn pháp cảnh. Dễ dàng giết chết vạn pháp cảnh. Diệp Huyên lắc đầu, chưa đủ. Nghe vậy, Khương Cửu quay đầu lại nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên nói, ta cần mỗi người bọn họ đều có thực lực giết chết vạn pháp cảnh. 10 người ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, hơi khó tin. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, không có lòng tin à? 10 người im lặng. Diệp Huyên nói, địa giới Thanh Châu bây giờ vô cùng hỗn loạn, vận mệnh của Thanh Châu, vận mệnh của Khương Quốc, vận mệnh của bản thân chúng ta đều là một ẩn số, chúng ta nhất định phải đủ mạnh, chỉ có thế mới có thể tồn tại trong thời đại loạn lạc này thôi. Mọi người cùng chắp tay, chúng ta thề theo viện trưởng đến chết. Diệp Huyên gật đầu, 2 ngày nữa, ta sẽ tìm cho các ngươi một nhóm đối thủ để luyện tập. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Khương Cửu nhìn mọi người, tiếp tục tu luyện. Sau đó đi theo Diệp Huyên. Khương Cửu đi bên cạnh Diệp Huyên trên đường nhỏ, trang bị, tiền, đan dược. Diệp Huyên nhún vai, cô bán ta cho liên minh hộ giới đi. Khương Cửu trừng Diệp Huyên, không có tiền ngươi nói cái gì, ngươi tưởng đào tạo ra một nhóm đạo binh siêu cấp dễ lắm sao? Diệp Huyên cười khổ, bây giờ hắn thật sự rất nghèo. Nghèo đến mức hắn cũng muốn đến liên minh hộ giới tự thú luôn cho rồi. Vì cả hắn cũng thấy đồng lòng với tiền thưởng mà liên minh hộ giới treo thưởng mạng mình. Nhiều thật đấy. Khương Cửu đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên chạy đến, Diệp Thổ Phỉ, bên ngoài thành đế đô xuất hiện rất nhiều cao thủ, hơn 100 người, hình như là đến tìm ngươi. Hả? Diệp Huyên nhảy cẫng lên, mới 100, ít như thế có thể có bao nhiêu tiền? Tức chết ông đây rồi. Thôi vậy, thịt muối cũng là thịt. Nói xong, hắn xoay người bước nhanh, đi thẳng ra ngoài thành đế đô. Mạc Vân Khởi đứng ngơ ngác ở chỗ cũ, sau đó nhìn về phía Khương Cửu, hình như hắn. Không hề căng thẳng chút nào, ngược lại còn hơi hưng phấn nữa. Khương Cửu nhìn bóng lưng Diệp Huyên ở xa xa, hắn đã nghèo đến điên rồi. Diệp Huyên đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài thành đế đô Khương Quốc. Mà ở trong thành là 100 đạo binh Thương Lan. 100 đạo binh Thương Lan đang sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài thành, hơn 100 người kéo đến, cảnh giới thấp nhất cũng là trên thông u cảnh, trong đó cũng có vạn pháp cảnh, còn có mấy hơi thở khá khó đoán. Hơn 100 người dừng lại ở chỗ cách Diệp Huyên mấy chục trượng, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, gã ta nhìn Diệp Huyên. Đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, mẹ nó, sao bây giờ các người mới đến? Nói xong, hắn lập tức biến mất, một giây sau, người đàn ông trung niên đột nhiên biến sắc, vừa định ra tay thì ngay sau đó. Một thanh kiếm đã chĩa vào giữa lông mày gã ta. Tất cả mọi người đang có mặt đều ngơ ngác. Người đàn ông trung niên trước mặt Diệp Huyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta là người của Thanh Lâm Tông, ta. Thanh Lâm Tông. Diệp Huyên ngây người, sau đó hơi hưng phấn nói, tốt, mau, bây giờ gọi tất cả người của Thanh Lâm Tông các ngươi đến đây đi. Nói xong, hắn cầm kiếm chĩa vào đám người đang có mặt, gọi người, các ngươi cũng gọi đi, mẹ kiếp, mau gọi người cho ta, nếu không gọi chính là không nể mặt Diệp Huyên ta, ông đây đánh chết các ngươi. Chương 481, có phải xem thường ta không? Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Những người đang có mặt nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mẹ kiếp, bọn họ còn chưa ra tay đâu. Tên trước mắt chẳng những vừa xuất hiện đã ra tay còn muốn bọn họ gọi người. Rốt cuộc là ai tìm ai gây chuyện đây? Dù người đàn ông trung niên trước mặt Diệp Huyên cố ép mình bình tĩnh, nhưng trên mặt gã ta vẫn không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống.
Gã ta biết mình đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên rồi. Vì gã ta là vạn pháp cảnh đấy. Nhưng khi nãy gã ta còn chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm đã chĩa vào giữa lông mày của gã ta rồi. Lúc này, đầu óc gã ta dần tỉnh táo lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao Liên Minh Hộ Giới đã bỏ ra nhiều tiền thưởng như vậy để treo thưởng cho mạng của Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên vẫn còn sống rồi. Gã ta đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyên lại nói, gọi người. Người đàn ông trung niên chần chừ một lát rồi nói, các hạ, ta chịu thua, ta tình nguyện lập tức rời khỏi Khương Quốc, ta. Nói bậy cái gì vậy? Diệp Huyên nổi giận nói, ngươi từ xa chạy đến đây, còn chưa đánh đã muốn đi rồi à? Có phải xem thường ta không? Có phải xem thường ta không? Nói xong, hắn đột nhiên chém một kiếm xuống. Xoẹt! Một cánh tay của người đàn ông trung niên lập tức bay ra ngoài. Máu tươi bắn ra. Mọi người sợ ngây người. Mẹ kiếp, tên này bị điên à? Rất nhiều người không nhịn được lùi về sau. Sắc mặt người đàn ông trung niên đứng đối diện Diệp Huyên lúc này đã tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, sao trông người trước mắt không được bình thường lắm vậy? Lúc này, Diệp Huyên kề kiếm lên cổ người đàn ông trung niên, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gọi người đi, gọi người của tông môn gì đó của ngươi đến đi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Diệp Huyên đột nhiên chém xuống. Phập! Cả người gã trung niên cứ thế bị chém ra làm đôi, máu tươi bắn khắp nơi. Sắc mặt mọi người thay đổi, liên tục lùi về sau. Diệp Huyên lấy một cái khăn lụa ra lau máu tươi trên thân kiếm, là một kẻ ác còn dài dòng như vậy, ông đây xem thường ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn 100 người trước mặt, gào thét, còn nhìn cái mẹ gì nữa, không phải các ngươi muốn giết Diệp Huyên ta sao? Ra tay đi! Mọi người tỏ vẻ kiêng dè, rốt cuộc đây là ai bắt nạt ai vậy? Trong lòng bọn họ đã có ý rút lui rồi. Lúc này, một ông lão bước ra. Ngự pháp cảnh. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mọi người đừng để cậu ta dọa dẫm. Dù Diệp Huyên hắn có giỏi đến mức nào cũng chỉ có một thân một mình, chúng ta có hơn 100 người, sợ hắn làm gì? Diệp Huyên vội gật đầu, có lý, cực kỳ có lý. Nhưng tốt bụng nhắc nhở một chút, vạn pháp cảnh bình thường, ta có thể hạ gục trong nháy mắt, ngự pháp cảnh bình thường. Ta cũng có thể hạ gục trong nháy mắt, thật đấy, không đùa đâu, nếu các người muốn đánh chết ta thì từng này người vẫn hơi thiếu, ta chân thành đề nghị các người gọi thêm người đến, nếu không phán đoán sai lầm với ta, sẽ khiến các người không thể thấy ánh mặt trời ngày mai đấy. Ông lão trước mặt Diệp Huyên gần giọng nói, Diệp Huyên, ngươi muốn hù dọa ai? Ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ sao? Ngươi! Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dầm chân phải một cái, cách đó 10 trượng. Vụt! Đầu ông lão vừa nói chuyện lập tức bay ra ngoài. Máu tươi bắn ra, cực kỳ đẫm máu. Thập trượng nhất sát. Nhìn thấy ông lão bị giết chết trong nháy mắt, tất cả mọi người đang có mắt hoảng hốt, vội vàng lùi về sau. Diệp Huyên lấy nhẫn chứa đồ trên tay ông lão, lắc đầu thở dài, thế giới này làm sao vậy? Lúc ta nói thật thì lại chẳng ai tin. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn mọi người, các ngươi còn không gọi người nữa thì ta ra tay đây. Nói xong. Hắn đã xông ra ngoài. Nói ra tay là ra tay. Vào khoảng khắc Diệp Huyên lao ra, sắc mặt mấy trăm người hoàn toàn thay đổi, mà lúc này, trong đám người đột nhiên có người la to, giết Diệp Huyên, giàu ba đời. Giết! Còn chưa dứt lời, đầu của kẻ nói chuyện đã bay ra ngoài. Phi kiếm tung hoành ngang dọc trong đám người, mấy cái đầu không ngừng bay ra. Nhìn thấy Diệp Huyên tựa như sát thần, rất nhiều người không dám chiến đấu, xoay người bỏ chạy. Nhưng phi kiếm của Diệp Huyên lại nhanh hơn bọn họ. Chẳng mấy, hơn 100 người chỉ còn lại chưa đến 20 mấy người, mà 20 mấy người này hoàn toàn không chiến đấu, đều đang cắm đầu bỏ chạy. Diệp Huyên cũng không đuổi theo, vì kỵ binh Thương Lan trong thành đã đuổi theo rồi. Diệp Huyên cầm thanh kiếm máu chảy đầm đìa đi tới một bên, một người đàn ông nằm trước mặt hắn, lúc này, người đàn ông còn đang không ngừng co giật, vẫn chưa chết hoàn toàn. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc. Chém kiếm xuống, thanh kiếm lập tức đâm vào đầu người đàn ông, gã ta co giật một lúc rồi tắt thở. Tàn nhẫn. Đối với Diệp Huyên, người ở thời đại loạn lạc này, nếu không hung ác một chút thì khó mà sống thọ. Đặc biệt là với kẻ thù, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với mình, với người bên cạnh mình. Diệp Huyên cất kiếm, lấy hết tất cả nhẫn chứa đồ xung quanh, dùng thần thức quét qua, hơn 80 chiếc nhẫn chứa đồ, tổng cộng 190 triệu linh thạch cực phẩm.
Ngoài ra trong nhẫn chứa đồ còn có rất nhiều thứ tạp nham, mười mấy món linh khí bậc chân, ba mươi mấy món linh khí bậc minh, tổng thể thì thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là linh khí bậc chân này, có thể giảm thiểu một khoản chi tiêu lớn của Học viện Thương Lan, cũng có thể cho đạo binh và học viên của Học viện Thương Lan sử dụng. Còn những thứ khác bán với giá mấy chục triệu linh thạch cực phẩm cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, lần này thu nhập được gần 200 triệu linh thạch cực phẩm. Thật sự là một khoản tiền rất lớn. Nhưng vẫn không đủ với hắn, còn thiếu rất nhiều. Hắn cũng không đưa 200 triệu linh thạch cực phẩm này cho Lục Cửu Ca, chuẩn bị tiếp tục hấp thu, dùng để phục hồi tháp giới ngục. Chương 482, đánh không lại, phải chạy. Vì người có sức chiến đấu mạnh nhất ở Học viện Thương Lan bây giờ là hắn tuyệt đối không thể ngã xuống, tháp giới ngục này là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, nhất định phải phục hồi. Lúc này, những kỵ binh Thương Lan kia trở về, trong đó có hai mươi mấy kỵ binh xách mấy cái đầu máu chảy đầm đài. Một kỵ binh Thương Lan tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt Diệp Huyên, dâng hai mươi mấy chiếc nhẫn chứa đổ lên bằng hai tay. Diệp Huyên lắc đầu, chia cho các huynh đệ. Nói xong, hắn xách kiếm xoay người đi vào thành, lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, xử lý những thi thể này. Còn nữa, truyền lệnh xuống, cả Học viện Thương Lan tiến vào trạng thái phòng bị khẩn cấp, cứ nói ta bị thương rất nặng, đang chữa thương. Dứt lời, hắn đã đi vào trong thành. Ngoài thành, 100 kỵ binh Thương Lan cúi thấp người chào Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Trong phòng, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục hấp thu. Qua rất lâu, nhẫn chứa đồ của hắn đã trống rỗng. Diệp Huyên im lặng thật lâu. 900 triệu linh thạch cực phẩm. Đến bây giờ tháp giới ngục này đã hấp thụ 900 triệu linh thạch cực phẩm, nhưng lại chẳng có chút động tĩnh nào cả. Động không đáy. Thật sự là một cái động không đáy. Diệp Huyên hơi do dự có nên tiếp tục cho nó hấp thụ linh thạch không? Vì nếu tháp này muốn hấp thụ 10 tỷ linh thạch cực phẩm mới phục hồi thì mình đi đâu tìm ra nhiều linh thạch cực phẩm như thế đây? Cướp cũng không cướp đủ. Thật sự phải từ bỏ sao? Diệp Huyên hơi mờ mịt, vì tiếp tục như thế, hắn có thể sẽ làm mình sụp đổ. Lúc này, tháp giới ngục trong người hắn đột nhiên rung lên một cái. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó vội vàng cảm nhận tháp giới ngục trong người. Nhưng tháp giới ngục vẫn không có chút động tĩnh như cũ. Nhưng hắn chắc chắn khi nãy nó đã động một cái. Rõ ràng đây là một ám chỉ gì đó. Diệp Huyên ngồi im lặng trong phòng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục thử lần nữa, không thể cứ bỏ cuộc như thế được. Vì đã bỏ ra 900 triệu linh thạch cực phẩm rồi, hơn nữa có tháp giới ngục này, cũng như có thêm một cái để tự vệ. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn không có linh thạch cực phẩm. Nghèo. Diệp Huyên lắc đầu, khi nãy mới lấy được 200 triệu linh thạch cực phẩm, đảo mắt một cái đã xài hết. Tốc độ tiêu tiền này, bản thân hắn cũng thấy hơi đáng sợ. Hơn nữa sau khi bỏ ra 200 triệu này lại như đá chìm xuống biển, chỉ tạo ra chút bọt nước, sau đó không còn gì nữa cả. Dù tháp giới ngục cho hắn chút phản ứng, nhưng hắn vẫn hơi sợ, vì hắn cũng không rõ rốt cuộc còn cần bao nhiêu linh thạch cực phẩm nữa. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một ông lão đi vào. Tư Đồ Minh. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, trầm giọng nói, chắc hẳn gõ cửa không phải chuyện gì khó đâu nhỉ. Tư Đồ Minh cười khẩy, đến nhắc nhở ngươi một chút, đội lính đánh thuê ở ba vị trí đầu của Trung Thổ Thần Châu đã đến rồi, hơn nữa còn hợp tác với nhau, mục tiêu của bọn họ chính là ngươi. Diệp Huyên hỏi, có ngự pháp cảnh chân chính không? Với hắn bây giờ, chỉ có cao thủ ngự pháp cảnh chân chính mới có thể gây ra uy hiếp chí mạng cho hắn thôi. Đương nhiên nếu là cao thủ vạn pháp cảnh chân chính như Liên Vạn Lý cũng có thể đem lại uy hiếp rất lớn cho hắn. Tư Đồ Minh nhẹ giọng nói, người nói xem. Diệp Huyên vội lắc đầu, đánh không lại, phải chạy. Tư Đồ Minh hơi tức giận, dù sao ngươi cũng là một kiếm tu, sao nhát gan thế. Diệp Huyên xua tay, ngự pháp cảnh chân chính ta đánh không lại. Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi yên tâm, đến lúc đó nếu cao thủ ngự pháp cảnh chân chính ra ta, chúng ta sẽ tự giải quyết. Nhưng còn lại phải xem bản thân ngươi rồi. Diệp Huyên gật đầu, thế thì không thành vấn đề. Tư Đồ Minh lạnh lùng nói, không thành vấn đề. Tốt nhất ngươi đừng có khinh địch. Ba đội lính đánh thuê kia đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, đặc biệt là đội lính đánh thuê Hoàng Tuyền. Những người này vô cùng thần bí. Dù là chúng ta cũng không thể tra ra lai lịch thật sự của một vài thành viên trong đó, về thực lực,
Lão đại của bọn họ là tồn tại đứng thứ ba trong bảng yêu nghiệt đấy. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lát rồi tiếp tục, còn một điều nữa, có vài người dù không ở trên bảng yêu nghiệt, nhưng không có nghĩa là bọn họ không mạnh, chỉ vì bọn họ không đi đấu bảng mà thôi. Giống người vậy, dù ngươi không đi đấu bảng, nhưng cũng không có ai dám nói ngươi không được. Hiểu chưa? Diệp Huyên gật nhẹ đầu, hiểu rồi, yên tâm, ta sẽ không khinh địch đâu. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, có một chuyện, ta cần một vài trang bị, đan dược, võ kỹ. Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên thở dài, thầy, ta biết các ông cảm thấy ta tham lam, nhưng các ông nghĩ xem một mình ta có thể chống lại cả trung thổ thần châu sao. Ta không bồi dưỡng thêm mấy người thì lấy gì đấu với bọn họ. Bọn họ cứ dây dưa đến lúc ta chết à? Hay là các ông sai người đến cùng ta cũng được, Diệp Huyên ta sẵn lòng làm đầy tớ, ta. Nói đến đây, hắn nghiêm túc nói, nếu các ông thật sự cảm thấy khó xử thì không sao, ta sẽ dẫn đệ tử học viện Thương Lan rời khỏi Thanh Châu, nếu còn không được, ta sẽ đầu hàng, dù sao bây giờ ta và Liên Minh Hộ Giới vẫn chưa đến mức không chết không thôi. Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc lâu, cuối cùng ông ta xoay người bỏ đi, lúc đi đến cửa. Ông ta đột nhiên nói, ngày mai sẽ cho ngươi một câu trả lời. Nói xong thì người đã biến mất. Chương 483, nếu xuất kiếm thì chắc chắn sẽ giết người. Lòng tham không đáy. Hiện giờ đương nhiên Diệp Huyên sẽ tham. Bởi vì nhóm thế lực nhà họ Tư Đồ cũng đang lợi dụng hắn, coi hắn như đầy tớ để đối phó với Liên Minh Hộ Giới, vào lúc này đương nhiên phải cố gắng tranh thủ lợi ích cho bản thân chứ. Bởi vì qua thời điểm này e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đối với bằng hữu thì nên chân thành, đối với kẻ địch thì đương nhiên phải làm thịt. Lần này Diệp Huyên không tu luyện, sau khi tắm rửa xong thì hắn ngủ say sưa một giấc. Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Minh lại tới. Lần này Tư Đồ Minh mang tới 50 món trang bị bậc chân, đều là bậc chân thượng phẩm, ngoài đó ra thì còn một ít đan dược cực phẩm, đều là đan dược tu luyện phù hợp với tu sĩ thần hợp cảnh. Sau khi Tư Đồ Minh để nhẫn chứa đồ lại thì lập tức xoay người rời khỏi, không nói câu nào. Diệp Huyên không hề tức giận, cầm lấy chiếc nhẫn, vui vẻ vô cùng. Bởi vì lần này đạo binh Thương Lan của Học viện Thương Lan có thể đổi sang dùng toàn bộ trang bị bậc chân rồi. Trang bị bậc chân, cho dù là ở Trung Thổ Thần Châu đi chăng nữa thì cũng chỉ có đạo binh của một vài thế lực đứng đầu mới có thể trang bị như vậy. Nói một cách đơn giản thì trang bị của 100 đạo binh Thương Lan này dù là ở Trung Thổ Thần Châu cũng có thể coi là xếp hàng đầu. Sau khi hưng phấn một hồi, Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi, sau đó tiến vào phòng tu luyện của hắn. Lần này hắn không tu luyện nhất kiếm định sinh tử mà tu luyện nhất kiếm định hồn. Trước đây cô gái bí ẩn để lại môn kiếm kỹ này cho hắn, hắn không hề quên mà là trước đây khi mới nghiên cứu nhất kiếm định hồn thì cảm thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót. Bởi vì khi đó cảnh giới của hắn quá thấp, mới là thông u cảnh. Không chỉ có cảnh giới thấp, trình độ kiếm đạo cũng thấp kém, còn hiện giờ hắn đã đạt tới thần hợp cảnh, kiếm đạo cũng đã tiến xa, hắn muốn thử một lần. Sau khi Tư Đồ Minh rời khỏi Học viện Thương Lan thì thân hình lóe lên, tiến vào mây xanh. Hồi lâu sau, Tư Đồ Minh ngừng lại, xung quanh ông ta là mây mù dày đặc. Lúc này, trong tầng mây ở bên trái, có một giọng nói đột nhiên vang lên, kẻ này quá tham lam, nên gõ cho hắn một cái, nếu không hắn ta sẽ có càng nhiều yêu cầu hơn, sẽ coi chúng ta là kho bạc, mặc cho hắn lấy. Một giọng nói từ trong tầng mây bên phải vang lên ngay sau đó, đúng như vậy, hơn nữa người này quá mức yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ đã là kiếm hoàng, cho dù là ở Trung Thổ Thần Châu cũng hiếm ai có thiên phú như vậy. Chúng ta giúp đỡ hắn thì khó tránh khỏi việc nuôi hổ gây họa. Tư Đồ Minh nhìn sang hai bên, hai vị này, thứ cho lão phu nói thẳng, nếu như chúng ta không muốn trả giá gì cả thì mọi người hãy nên giải thể sớm thì hơn. Phải biết kẻ địch của chúng ta chính là Liên Minh Hộ Giới, về phần Diệp Huyên, nếu như không có hắn thì mọi người nghĩ xem có ai ở Thanh Châu có thể ngăn cản tu sĩ ở Trung Thổ Thần Châu chứ. Trừ khi hai vị nguyện ý ra mặt, tự mình đối cứng với Liên Minh Hộ Giới. Cả hai người kia đều im lặng. Tư Đồ Minh nói tiếp. Dù người này có tham lam tới mức nào thì cũng không đáng ngại, đúng như lời hắn nói, với lực lượng của một mình hắn không thể đối kháng với Trung Thổ Thần Châu được. Về phần linh thạch và trang bị, chỉ cần mỗi người trong chúng ta gánh chịu một phần thì những gì hắn yêu cầu cũng không thấm vào đâu cả. Và lại tương lai khi không cần tới hắn nữa, chúng ta có thể thu hồi bất cứ lúc nào mà, chẳng phải vậy sao? Sau khi im lặng hồi lâu,
Một giọng nói vang lên từ trong tầng mây bên phải, ta chỉ sợ nuôi hổ gây họa. Tư Đồ Minh nhìn sang bên phải, ngươi cảm thấy Diệp Huyên đáng sợ hay liên minh hộ giới đáng sợ? Đương nhiên là liên minh hộ giới rồi, đối phương trả lời. Tư Đồ Minh gật đầu, việc cấp bách nhất của chúng ta hiện giờ chính là đối phó với liên minh hộ giới, không chỉ cần âm thầm điều tra âm mưu của liên minh hộ giới mà còn phải liên hệ với nhiều thế lực khác, mời họ gia nhập vào chúng ta. Nói tới đây, ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, nói, mấy nhà ở thượng giới, mấy lão bất tử ở hạ giới, còn cả những người từng bị liên minh hộ giới chèn ép nữa, bọn họ sẽ tham gia với chúng ta, bởi vì không có ai muốn vĩnh viễn bị chèn ép, càng không muốn bị liên minh hộ giới suy yếu từng chút một, cuối cùng bị nuốt sạch. Về phần Diệp Huyên, tương lai khi chúng ta lớn mạnh thì sẽ tiện tay loại trừ hắn. Hiện giờ cứ thỏa mãn cho hắn, để hắn kiềm chế liên minh hộ giới một thời gian. Nói xong Tư Đồ Minh quay người biến mất không thấy đâu nữa. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyên cầm kiếm kề sát vào trán mình, quanh người hắn không có bất kỳ hơi thở nào cả. Nhất kiếm định hồn. Môn kiếm kỹ này khá đặc thù, đó chính là nó nhắm vào linh hồn, có lực sát thương cực mạnh với linh hồn. Đặc biệt là đối với thể linh hồn, có thể nói kiếm kỹ này là khắc chế trời sinh. Về phần đối với người bình thường, sợ rằng không bằng thập trượng nhất sát của hắn và nhất kiếm định sinh tử. Bởi vì nếu như hắn xuất kiếm thì chắc chắn có người chết. Tách rời linh hồn hả? Quá phiền phức. Tu luyện nhất kiếm định hồn chính là để đề phòng tương lai gặp phải tu sĩ loại hình linh hồn mà thôi. Khi Diệp Huyên đang điên cuồng tu luyện, thế cục Thanh Châu dần xuất hiện biến hóa rất vi diệu. Bởi vì sau khi Diệp Huyên và Liên Vạn Lý quay trở về, những tu sĩ tới từ Trung Thổ Thần Châu không thể tùy tiện cướp bóc không e ngại gì như trước nữa. Đại Vân Cảnh có Liên Vạn Lý trấn thủ, ngoài Đại Vân Cảnh thì có Diệp Huyên. Về phần một số khu vực vắng vẻ, một số quốc gia nhỏ thì đã bị đánh cướp sạch sẽ. Nói một cách đơn giản thì hiện giờ những tu sĩ tới từ Trung Thổ Thần Châu chỉ có thể cướp đoạt ở Đại Vân và chỗ của Diệp Huyên mà thôi. Đại Vân Cảnh và Học viện Thương Lan chính là hai nơi giàu có nhất ở Thanh Châu. Đặc biệt là Học viện Thương Lan, bởi vì Học viện Thương Lan có Diệp Huyên, giết được Diệp Huyên thì sẽ phất lớn rồi, hơn nữa còn có lệnh hộ giới nữa. Chắc chắn có người động lòng trước khoản tiền thưởng khổng lồ đó. Không chỉ có tiền thưởng, một khi giết Diệp Huyên thì bọn chúng có thể tiến vào Khương Quốc, Ninh Quốc, Đường Quốc, muốn làm gì thì làm. Hơn nữa còn có cả Học viện Thương Lan, hiện giờ tài sản của Học viện Thương Lan cũng rất nhiều, còn có cả linh mạch cực phẩm nữa. Có thể nói có rất nhiều người muốn Diệp Huyên chết. Trong lãnh thổ Khương Quốc, trên một bình nguyên, ba đội lính đánh thuê đang tiến về phía đế đô Khương Quốc. Ở Trung Thổ Thần Châu có 10 đội lính đánh thuê đứng đầu, ba đội lính đánh thuê này chính là ba đội lính đánh thuê hàng đầu ở Trung Thổ Thần Châu. Theo thứ tự là đội lính đánh thuê Hoàng Tuyền, đội lính đánh thuê Vương Giả, đội lính đánh thuê Cuồng Sư. Chương 484, tử chiến với nhau một trận. Ba đội lính đánh thuê này trừ đội trưởng ra thì tổng cộng số thành viên còn lại là 30 người. Trong đó ở bên trái là đoàn lính đánh thuê Cuồng Sư, đội lính đánh thuê Cuồng Sư có 12 người, mỗi người trong số 12 người này đều là thần hợp cảnh đỉnh cao, hơi thở mạnh mẽ, có một vài hơi thở trong đó đã vượt qua phạm trù thần hợp cảnh rồi. 12 người đều mặc áo giáp màu xám đen, bên trên có ánh sáng lưu chuyển. Ở bên hông bọn họ đều đeo một thanh trường đao màu xám đen. Đao dài chừng 4 thước, mỗi thanh đao đều tỏa ra đao mang lạnh như xương. Ở sau lưng 12 người là một tấm khiên tròn màu đen kịt, dường như tấm khiên này được chế tạo từ vảy con gì đó, cạnh ngoài sắc bén như lưỡi đao. Bậc chân thượng phẩm. Trang bị của 12 người đều là bậc chân thượng phẩm. Trừ đó ra, ở dưới 12 người là ngựa hắc diễm, nhưng hình thể của những con ngựa hắc diễm này lớn hơn ngựa của đạo binh Thương Lan vài phần. Đội trưởng đội lính đánh thuê Cuồng Sư là một gã béo tên Cuồng Sư, thân hình cực lớn, ít nhất là 300 cân, 1 cân Trung Quốc bằng nửa cân Việt Nam. Hắn ta không mặc áo, thịt mỡ trên người lộ hết ra ngoài không khí, ở phần ngực hắn ta có hình xăm một con sư tử đang định nuốt sống một người. Ở bên phải là đội lính đánh thuê Vương Giả, chỉ có 10 người, hơi thở của 10 người này còn mạnh hơn cả đội lính đánh thuê Cuồng Sư. 10 người mặc một bộ áo giáp màu vàng, cầm thương màu vàng, sau lưng đều đeo một thanh trường cung màu vàng. Ngoài đó ra, trên hai cánh tay của 10 người được buộc những mũi tên nhỏ màu vàng. Toàn bộ là bậc chân thượng phẩm. Ở dưới thân 10 người cũng có một con yêu thú,
nhưng không phải là ngựa hắc diễm. Những con yêu thú này khá giống sói, tứ chi dài và vô cùng to lớn, mỗi lần hạ xuống đất đều để lại một dấu chân thật sâu. Sói tật phong. Một loài yêu thú tốc độ rất nhanh, khi chạy còn nhanh hơn cả cơn gió, tốc độ vượt qua cả ngựa hắc diễm. Đội trưởng của đội lính đánh thuê vương giả là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo trắng, chỉ mới 20 mà thôi, họ Vương tên giả. Vương giả. Cái tên này rất vang danh ở Trung Thổ Thần Châu, bởi vì hắn ta đứng thứ ba trên bảng yêu nghiệt. Vương giả, sinh ra đã là vương giả. Đây là câu nói ngoài miệng của hắn. Ở giữa đội lính đánh thuê cuồng sư và đội lính đánh thuê vương giả chính là đội lính đánh thuê hoàng tuyển xếp hàng đầu ở Trung Thổ Thần Châu. Số người không nhiều, bao gồm cả đội trưởng thì mới có 9 người, nhưng tiếng tăm của bọn họ ở Trung Thổ Thần Châu lại vô cùng vang dội, cho dù là một vài thế lực đứng đầu cũng không dám tùy tiện chọc tới. Thậm chí còn có tin đồn liên minh hộ giới từng mời chào đội lính đánh thuê này. Trong 9 người này có nam có nữ, đều mặc áo lụa trắng, đầu đội mũ rộng vành, sau lưng là một chiếc áo choàng màu xám trắng. 9 người không hề tỏa ra hơi thở gì cả, không thể nhìn thấu nông sâu ra sao. Ở dưới thân bọn họ là một con ngựa bình thường. Đội trưởng của đội lính đánh thuê Hoàng Tuyền là một cô gái, không ai biết tên cả, nàng ta đeo khăn che mặt, không nhìn rõ gương mặt thật. Suốt cả hành trình không nói gì, ba đội lính đánh thuê đi thẳng tới đế đô Khương Quốc, mục tiêu chính là Diệp Huyên. Khi còn cách đế đô Khương Quốc chưa đầy trăm dặm, đội trưởng đội lính đánh thuê Hoàng Tuyền đột nhiên dừng lại, 9 người sau lưng nàng ta cũng dừng lại. Đội lính đánh thuê cuồng sư và đội lính đánh thuê vương giả cũng dừng lại theo, sau đó đưa mắt nhìn về phía đội trưởng lính đánh thuê Hoàng Tuyền. Đội trưởng đội lính đánh thuê Hoàng Tuyền vươn tay phải ra, có một cuộn giấy tròn từ trên đám mây ở trên trời rơi xuống, rất nhanh sau đó cuộn giấy kia đã rơi vào trong tay nàng ta. Cô gái mở cuộn giấy ra, bên trong là toàn bộ tư liệu về Diệp Huyên. Kỹ càng tới mức đáng sợ, ngay cả đồ ăn hàng ngày của Diệp Huyên cũng được ghi chép rõ ràng. Một lúc sau, nàng ta cất cuộn giấy đi, ngẩng đầu nhìn về phía đế đô Khương Quốc, 19 tuổi, kiếm hoàng, có 2 thanh kiếm bậc thiên trên người, kiếm kỹ không rõ, thấp nhất cũng là bậc thiên, 8 phần là vượt qua bậc thiên, có 2 hình thái kiếm ý, một công một thủ. Nói tới đây nàng ta nhíu chặt mày lại. Vương giả nhìn về phía nàng ta, có vấn đề gì sao? Cô gái cất cuộn giấy đi, thực lực của người này không xứng với tiền thưởng cao như vậy. Chắc chắn bên trong có vấn đề. Vương giả nhíu mày, đây là âm mưu của liên minh hộ giới. Cô gái không nói gì, cuồng sư ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, bất kể là có âm mưu gì thì trước tiên xử lý hắn trước đã, dù sao liên minh hộ giới cũng không quỵt nợ. Cô gái không hề để ý tới cuồng sư mà nhìn về phía trước, không chỉ là cô gái kia, tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu lên nhìn tới trước. Ở cách đó không xa, có một thanh niên đi tới. Trên lưng đeo hộp kiếm, trong tay cầm một thanh kiếm. Người thanh niên đi tới trước mặt nhóm người này, mỉm cười nói, xin tự giới thiệu về bản thân mình, tại hạ là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Nhóm người cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Cuồng sư ở bên cạnh thì siết chặt nắm đấm, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh. Diệp Huyên tiến tới trước một bước. Nghiêm mặt nói, mấy vị có biết vì sao liên minh hộ giới lại dùng số tiền thưởng cao như vậy để truy nã ta không? Cuồng sư nhe răng cười nói, ông đây không quan tâm nhiều như vậy. Nói tới đây, hắn ta định ra tay thì cô gái kia lên tiếng, để hắn nói. Cuồng sư nhìn cô gái kia, cô gái cũng không thèm nhìn hắn ta một cái, cuồng sư do dự trong giây lát, cuối cùng không ra tay, hiển nhiên là kiêng dè cô gái kia. Nhưng trong ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên đã nồng nặc sát ý. Diệp Huyên không nhìn cuồng sư, tiếp tục nói, với thực lực của liên minh hộ giới, muốn giết ta đâu cần phiền phức như vậy nhỉ. Phái đến bất kỳ cường giả ngự pháp cảnh chân chính là có thể giải quyết được ta rồi. Nhưng vì sao bọn họ không làm như vậy? Nói tới đây, hắn nhìn nhóm người cô gái kia, mấy người có biết vì sao không? Cô gái kia nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Vương giả đột nhiên lên tiếng, đừng nói với ta bọn họ đang rèn luyện ngươi nhé. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó vội vàng lắc đầu, ta không nói gì đâu nhé, Diệp Huyên ta không có bất kỳ quan hệ gì với liên minh hộ giới cả. Nói tới đây, hắn cầm kiếm chỉ vào nhóm người cô gái kia, đừng nói gì cả. Diệp Huyên ta chờ các ngươi ở ngoài thành,
mọi người tử chiến với nhau một trận. Nói xong hắn quay người rời đi. Chương 485, chắc chắn có vấn đề lớn. Nghe Diệp Huyên nói như vậy, Vương Giả và Cuồng Sư nhìn nhau, cuối cùng cả hai người nhìn về phía cô gái thủ lĩnh đội lính đánh thuê Hoàng Tuyền. Cô gái nhìn Diệp Huyên rời đi, không nói lời gì cả, dường như muốn nhìn thấu Diệp Huyên. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Vương Giả ở bên cạnh cô gái trầm giọng nói, việc này đúng thật là kỳ lạ, với khoản tiền thưởng đó thì muốn giết một vị cường giả ngự pháp cảnh chân chính cũng đủ rồi, nhưng liên minh hộ giới lại đưa ra để giết một thần hợp cảnh, chuyện này rất bất thường. Hơn nữa nếu như liên minh hộ giới muốn giết hắn thì có thể tự mình ra tay mà, đâu cần phải vẽ vời thêm chuyện như vậy chứ. Phải biết những người ở trên bảng truy nã đều trốn chui trốn lùi khắp nơi, không dám lộ diện, nhưng tên Diệp Huyên này thì không hề ẩn nấp, ở ngay trong tòa thành này, vậy mà liên minh hộ giới lại không tự mình ra tay, nhất quyết làm như vậy. Nói tới đây, hắn ta nhìn cô gái ở bên cạnh, cái nhìn của cô về chuyện này như nào? Cô gái đó không nói gì, Cuồng Sư thì nhíu mày, lên tiếng, chẳng lẽ Diệp Huyên là người của liên minh hộ giới thật sao? Hơn nữa hành động lần này của liên minh hộ giới là để rèn luyện hắn. Vương Giả ngẫm nghĩ, sau đó trầm giọng nói, chuyện này cũng không phải là không thể, người này yêu nghiệt tới mức vậy, sau lưng chắc chắn phải có thế lực nào đó. Phải biết học viện thương mộc và thế giới ngầm nhằm vào hắn nhưng hiện giờ thực lực của học viện thương mộc bị tổn thất nặng nề, thế giới ngầm mai danh ẩn tích, ngoài chuyện đó ra thì nhà họ Tư Đồ còn từng phái cường giả ngự pháp cảnh chân chính tới giết hắn. Sự kiện núi Vạn Khâu Hà, Cuồng Sư hỏi. Vương Giả gật đầu, trong sự kiện đó có mấy trăm cường giả cùng với hai cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Thế nhưng hai vị cường giả ngự pháp cảnh chân chính và mấy trăm người kia biến mất toàn bộ, nhưng Diệp Huyên lại còn sống sót, chắc chắn có thế lực nào đó chống lưng cho hắn, có lẽ chính là liên minh hộ giới, đương nhiên cho dù không phải liên minh hộ giới thì cũng là một thế lực siêu cấp nào khác. Cuồng Sư nhíu mày chặt hơn nữa, chẳng lẽ cứ như vậy mà quay về hả? Vương Giả nhìn về phía cô gái đeo khăn che mặt, Cuồng Sư cũng nhìn về phía nàng ta. Cô gái đeo khăn che mặt trầm tư một lúc, sau đó nói, chờ đã, chờ hành động của liên minh hộ giới, nếu như liên minh hộ giới tiếp tục tăng tiền thưởng, vậy thì... Vậy thì chắc chắn có vấn đề lớn, Vương Giả nói tiếp. Cuồng Sư cũng gật đầu, trước tiên chờ thêm một thời gian cho thỏa đáng, nếu không trở thành vũ khí của người khác thì quá lỗ con mẹ nó vốn rồi. Cô gái đeo khăn che mặt từ từ nhắm hai mắt lại, tiếp tục điều tra. Diệp Huyên quay về học viện Thương Lan, trên đường đi sắc mặt hắn cũng rất nghiêm nghị. Lần này hắn đi ra khỏi thành thật ra là muốn xem mình có thể xử lý ba đội lính đánh thuê này hay không, nhưng sau khi nhìn thấy ba đội lính đánh thuê này thì hắn lập tức thay đổi ý định ban đầu. Bởi vì thực lực của ba đội lính đánh thuê này nằm ngoài dự đoán của hắn. Thực lực của mỗi đội lính đánh thuê đều mạnh hơn kỵ binh Thương Lan. Đặc biệt là cô gái đeo khăn che mặt và 9 người sau lưng nàng ta, thực lực của họ sâu không lường được. 9 người này có thể là vạn pháp cảnh. Trong số 3 thủ lĩnh, ngoài cô gái đeo khăn che mặt ra thì 2 người khác đều là cuồng sư, hơn nữa còn có thể là vạn pháp cảnh chân chính. Trừ đó ra, thực lực của cô gái đeo khăn che mặt sâu không lường được. 1:30, hoàn toàn không đánh lại. Cho dù cộng thêm đạo binh Thương Lan đi nữa. Cho dù cuối cùng chiến thắng thì cũng là thắng thảm. Chuyện lần này cũng khiến hắn hiểu ra, những người hiện giờ dám tới tìm Diệp Huyên hắn thì chắc chắn không phải là người bình thường, tuyệt đối không được phép lơ là. Vứt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu, Diệp Huyên rảo bước về phía sau núi học viện Thương Lan. Trong một khu vực tu luyện, 100 kỵ binh Thương Lan đang lặng im đứng ở đó, người cầm đầu chính là Khương Cửu. Khi nhìn thấy Diệp Huyên đến, tất cả kỵ binh Thương Lan đều hành lễ. Diệp Huyên gật đầu, đi tới trước mặt Khương Cửu, nói, sau này hành động phải cẩn thận đó. Khương Cửu gật đầu, biết rồi. Nói xong, nàng ấy xoay người nhìn kỵ binh ở sau lưng, đi thôi. Vừa dứt lời, Khương Cửu dẫn theo 100 kỵ binh Thương Lan phóng xuống dưới núi. Càn quét. Hiện giờ ngày nào kỵ binh Thương Lan cũng có một nhiệm vụ, đó là ra bên ngoài càn quét, hơn nữa lần càn quét nào trở về cũng có thu hoạch tương đối. Hiện giờ trang bị bậc chân đã đầy đủ, kỵ binh Thương Lan cũng đã có năng lực tự nuôi bản thân, không cần hắn phải bỏ tiền ra nữa rồi. Không chỉ là kỵ binh Thương Lan, toàn bộ học viện Thương Lan đã có thu nhập riêng rồi. Có thể nói hiện giờ dù không có hắn thì học viện Thương Lan cũng có thể tự vận hành được.
Đương nhiên mặc kệ là hắn hay học viện Thương Lan thì đều có chung một kẻ địch lớn nhất, đó là Liên minh hộ giới. Thật ra ban đầu khi Liên minh hộ giới nhắm vào hắn thì hắn cũng sững sờ, bởi vì hắn chưa từng phát sinh xung đột với Liên minh hộ giới, nhưng sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Cô gái bí ẩn từng giết mấy thành viên của Liên minh hộ giới. Liên minh hộ giới không dám quang minh chính đại tới giết hắn chính là vì cô gái bí ẩn. Ngoài đó ra, mục đích Liên minh hộ giới từ bỏ Thanh Châu cũng không hề đơn thuần, chắc hẳn nhóm thế lực nhà họ Tư Đồ đã phát hiện điều gì đó vậy nên mới muốn lợi dụng hắn để kiềm chế Liên minh hộ giới. Bất kể là nhóm thế lực nhà Tư Đồ hay là Liên minh hộ giới thì hiện giờ hắn đều không thể chống lại được. Việc khẩn cấp hiện giờ chính là tăng cao thực lực bản thân. Chữa trị tháp giới ngục, tìm kiếm đạo tắc. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Huyên rời khỏi Học viện Thương Lan. Chương 486, Cô gái váy trắng. Trung thổ Thần Châu, trong điện hộ giới. Sắc mặt Lục Tôn Chủ vô cùng âm trầm, trước mặt gã là một ông lão áo đen. Một lúc sau, Lục Tôn Chủ nhìn ông lão áo đen ở trước mặt, một môn một mạch một kiếm ba tông sáu tộc đều không tiến vào Thanh Châu sao. Ông lão áo đen gật đầu, không có một ai cả. Hơn nữa sau khi tu sĩ Trung thổ Thần Châu tiến vào Thanh Châu thì đã bị Diệp Huyên và Liên Vạn Lý chém giết phần lớn, cục diện Thanh Châu hiện giờ khá ổn định, bản nguyên Thanh Châu chưa hề có dấu hiệu hiện thân. Hai mắt Lục Tôn Chủ nhắm lại, Diệp Huyên. Nói tới đây, dường như gã nghĩ tới chuyện gì, nhíu chặt mày lại, chẳng lẽ các thế lực ở Trung thổ Thần Châu phát hiện ra chuyện gì sao? Ông lão áo đen lắc đầu, không biết. Tóm lại thì treo thưởng cao như vậy nhưng bọn họ không hề động lòng chứng tỏ việc này không được bình thường. Lục Tôn Chủ im lặng. Ông lão áo đen đột nhiên nói, hay là chúng ta tự mình ra tay? Lục Tôn Chủ lắc đầu, không được, nếu như chúng ta tự mình ra tay thì kẻ đần cũng biết là có vấn đề, đến lúc đó rất có thể các thế lực ở thượng giới và hạ giới bắt tay với nhau. Hơn nữa liên minh hộ giới chúng ta vẫn luôn lấy danh nghĩa bảo vệ chính nghĩa. Nếu như tự tay hủy diệt Thanh Châu thì danh tiếng của liên minh hộ giới chúng ta chắc chắn sẽ rơi xuống nghìn trượng. Ông lão áo đen gật đầu, đúng vậy. Lục Tôn Chủ im lặng hồi lâu, không biết là nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt trở nên dữ tợn, nếu như không có tên Diệp Huyên kia thì Thanh Châu sớm đã máu chảy thành sông rồi. Nói tới đây, gã nhìn về phía ông lão áo đen, vẫn chưa điều tra ra lai lịch của cô gái bí ẩn kia sao. Ông lão áo đen trầm giọng nói, có chút tin tức. Nghe nói có người từng gặp người này ở trong tinh vực vô tận, chúng ta đã đi tới đó, đến lúc đó sẽ biết được thật giả ngay thôi. Lục Tôn Chủ gật đầu, trước tiên tìm được đối phương, chờ khi bản thể của chủ thượng quay về, đến lúc đó thì tiêu diệt cùng với tên Diệp Huyên kia luôn. Ông lão áo đen nhìn Lục Tôn Chủ, không nói gì. Ông ta đã nhìn thấu rồi. Rõ ràng là Lục Tôn Chủ không dám động tới Diệp Huyên, bởi vì gã sợ cô gái bí ẩn xuất hiện. Phải biết trước đó liên minh hộ giới phái một vị cường giả ngự pháp cảnh chân chính đi nhưng lại bị đối phương tiêu diệt trong nháy mắt, hơn nữa đối phương chỉ dùng một sợi tóc. Có thể nói chỉ cần cô gái bí ẩn chưa chết, bản thể của chủ thượng chưa về, liên minh hộ giới cũng không dám động tới Diệp Huyên. Bởi vì hiện giờ liên minh hộ giới không đánh lại cô gái bí ẩn. Lục Tôn Chủ đột nhiên lên tiếng, ta tới Ma Tông một chuyến, ta không tin đưa toàn bộ Thanh Châu cho Ma Tông làm nơi tu luyện mà bọn chúng lại không động lòng. Nói xong, gã biến mất khỏi nơi này. Trong biển sao mênh mông không biên giới. Một cô gái bay trong vũ trụ, cô gái này mặc váy trắng, tóc dài tới eo, hai tay chắp ở sau lưng, đầu ngón tay có hai thứ một đen một trắng. Mặt cô gái này không chút cảm xúc, ánh mắt hờ hững, không mang theo chút tình cảm gì. Cứ như vậy, sau khi vượt qua không biết bao nhiêu tinh vực, cô gái đột nhiên ngừng lại, hai tai lắng nghe, không biết là đang gặp phải chuyện gì. Lông mày nàng ấy nhíu lại, chừng 15 phút sau, chân phải nàng ấy đạp nhẹ xuống. Ầm. Ngay lập tức, tinh vực xung quanh nàng ấy chấn động kịch liệt, dường như có động đất xảy ra vậy. Ở xung quanh, vô số tinh cầu bắt đầu vỡ vụn, bị hủy diệt. Không biết qua bao lâu sau, tay ngọc nàng ấy duỗi ra trước, nhẹ nhàng kẹp lấy, một sợi ánh sáng trắng xuất hiện ở giữa ngón trỏ và ngón cái của nàng ấy. Ngón cái và ngón trỏ buông ra, tia sáng kia run lên. Sau đó một hình ảnh xuất hiện trước mặt nàng ấy. Diệp Huyên. Đó chính là Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, cô gái váy trắng ngẩn ra, ngay sau đó nàng ấy nhẹ nhàng bước tới trước một bước, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Huyên do ánh sáng trắng biến thành. Thời gian dần trôi qua,
Tay ngọc của cô gái váy trắng run rẩy, ánh mắt của nàng ấy cũng trở nên ngẩn ngơ. Không biết chừng bao lâu sau, ánh mắt nàng ấy đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phân thân bị chôn vùi, tin tức không được đầy đủ, chắc hẳn là đã gặp phải biến cố gì đó. Nói tới đây, sắc mặt nàng ấy trở nên dữ tợn, nếu như ngươi bị làm sao, ta sẽ khiến toàn bộ sinh linh chôn cùng ngươi. Vừa dứt lời, tay ngọc vung lên, một sợi kiếm quang lóe lên, những nơi kiếm quang đi qua, tất cả mọi thứ bị chôn vùi. Chừng 15 phút sau, cả vùng tinh vực này hóa thành một lỗ đen. Cô gái váy trắng tiếp tục bay trong vũ trụ, không biết qua bao lâu sau, nàng ấy ngừng lại, trong tinh không cách đó không xa có một tòa cung điện màu vàng sẫm đang lơ lửng, khí thế vô cùng to lớn, ở hai bên có hai con cự thú to như một ngọn núi đang canh gác, hai con cự thú nằm rạp ra, hình dạng như trâu, chỉ có một sức, hai mắt như hai cái chậu máu khổng lồ, muốn cắn nuốt người khác. Ở bên trên cung điện là pho tượng một người đàn ông, vẻ ngoài vô cùng khôi ngô, mắt nhìn về phía trước, ánh mắt hờ hững. Tay phải chắp ở sau lưng, mang theo khí thế bế nghễ thiên hạ. Trên đại điện của cung điện có bốn chữ to màu vàng, Linh Hư Tinh Cung. Cô gái váy trắng xuất hiện trước đại điện của cung điện, ngay khi nàng ấy mới xuất hiện, hai con cự thú ở hai bên đứng bật dậy, một luồng uy áp ngập trời ép thẳng về phía cô gái váy trắng, chỉ trong nháy mắt, không gian trước mặt bọn chúng trở nên hư ảo, dường như sắp bị nghiền nát. Cô gái váy trắng nhìn hai con cự thú, chỉ tay ra quỳ xuống. Vừa dứt lời thì, bịch bịch, hai con cự thú quỳ xuống, run lẩy bẩy. Cô gái váy trắng vung tay lên, cửa lớn cung điện bị nghiền nát, một ông lão tóc bạc xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng, ông lão tóc bạc nhìn chằm chằm vào nàng ấy, ánh mắt kiêng kỵ vô cùng, xin hỏi các hạ là. Cô gái váy trắng vung tay phải lên, hình ảnh một người xuất hiện trước mặt ông lão tóc bạc, đó chính là Diệp Huyên. Cô gái váy trắng chậm rãi đi về phía ông lão tóc bạc, tìm kiếm người này. Nói tới đây cô gái váy trắng ngoắc nhẹ tay, một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện bên trên cung điện. Cô gái váy trắng đi tới trước mặt ông lão tóc bạc, nhìn thẳng vào đối phương, nếu như dám nói không thì các ngươi sẽ chết hết. Chương 487, đây là sai lầm của cả đời ngươi. Giọng nói của cô gái váy trắng vô cùng thản nhiên nhưng lại khiến người nghe không rét mà run. Ông lão tóc bạc nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, tay phải ông ta siết chặt lại. Một luồng sức mạnh ngưng tụ trong tay, giống như một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Cô gái váy trắng không hề để tâm tới ông lão tóc bạc, đi thẳng vào trong cung điện. Lúc này ông lão tóc bạc đột nhiên lên tiếng, ta muốn lĩnh giáo thử các hạ một lần. Cô gái váy trắng dừng bước, mặt không cảm xúc, đây là sai lầm của cả đời ngươi. Vừa dứt lời, nàng ấy tiếp tục đi vào trong cung điện, một thanh kiếm bay thẳng về phía ông lão tóc bạc. Sắc mặt ông lão trở nên dữ tợn. Quay người tung ra một cú đấm. Cú đấm tung ra. Không gian trước mặt ông lão tóc bạc biến thành một vòng xoáy quỷ dị. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ trong vòng xoáy quỷ dị này. Chỉ trong thời gian ngắn ra đã toàn bộ tinh không chấn động. Cảnh này vô cùng đáng sợ. Kiếm đến. Phụt. Vòng xoáy quỷ dị bị chém đứt. Cùng lúc đó, chuôi kiếm xuyên thủng trán ông lão tóc bạc kia. Trong lòng ông lão tóc bạc hoảng hốt vô cùng. Muốn tách rời linh hồn nhưng lại không thể. Không chỉ là như vậy, gương mặt ông ta đang già nua với tốc độ cực nhanh, trong thời gian chưa đầy 10 hơi thở, ông lão tóc bạc đã hóa thành bụi bặm. Muốn luân hồi cũng không được, bởi vì linh hồn ấn ký đã bị xóa sạch. Tinh không yên tĩnh trở lại, chừng nửa canh giờ sau, vô số cường giả từ trong cung điện bay ra ngoài, chạy tán loạn ra bốn phương tám hướng. Tất cả vì tìm kiếm một người, Diệp Huyên. Trung thổ thần châu. Ma Tông bất ngờ tuyên bố sẽ tiến vào Thanh Châu để báo thù cho Hợp Hoan Tông và Huyết Tông. Không chỉ là Ma Tông, Quỷ Tông cũng tuyên bố sẽ tiến vào Thanh Châu để đòi lại công bằng cho Huyết Tông và Hợp Hoan Tông. Lần này Ma Tông và Quỷ Tông không chỉ phái người tiến vào Thanh Châu mà là toàn Tông tiến vào Thanh Châu. Mục đích vô cùng rõ ràng, chính là Diệp Huyên. Cùng lúc đó, Liên minh hộ giới lại đưa ra một tờ lệnh treo thưởng, bất cứ ai giết chết học viên của Học viện Thương Lan đều được nhận 3 triệu linh thạch cực phẩm, người giết chết Diệp Huyên thì có thể nhận được 1 tỷ 500 triệu linh thạch cực phẩm. Trong thời gian ngắn, vô số thế lực, vô số cường giả bắt đầu hành động. Lúc này Diệp Huyên đang đi tới một cửa hàng rèn. Sau khi ra khỏi cửa hàng rèn, Diệp Huyên ra khỏi thành, sau đó đi tới trước một khu rừng trúc. Hắn vừa tới trước rừng trúc thì có một người đàn ông mặc áo giáp vàng ngăn ở trước mặt hắn.
Diệp Huyên nhìn về phía khu rừng trước mặt, mời ba vị đi ra gặp mặt một lần. Rất nhanh sau đó, ba người cô gái đeo khăn che mặt, cuồng sư và vương giả đi ra, ba người nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên ôm quyền, nhìn cuồng sư, chắc hẳn vị này chính là đội trưởng đội lính đánh thuê cuồng sư ở trung thổ Thần Châu, cuồng sư rồi. Cuồng sư nhìn Diệp Huyên, ngươi từng nghe nói về ta hả? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, nghe đồn trước đây khi các hạ mới đạt tới thần hợp cảnh đã có thể chém giết vạn pháp cảnh. Không phải là tin đồn đâu, cuồng sư bình thản nói. Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên, bội phục. Cuồng sư quan sát Diệp Huyên, ngươi cũng rất giỏi, trẻ tuổi đã là kiếm hoàng, ở trung thổ Thần Châu hiện giờ không có ai như vậy cả. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn vương giả, chắc hẳn các hạ chính là vương giả đứng thứ ba trên bảng yêu nghiệt. Nếu như có thời gian thì ta muốn mời các hạ chỉ giáo một phen, không có ác ý gì cả, chỉ là so tài thuần túy mà thôi. Vương giả gật đầu, ta sẵn sàng bồi tiếp bất cứ lúc nào. Diệp Huyên ôm quyền, sau đó nhìn cô gái đeo khăn che mặt, nàng ta cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyên cười nói, không biết phải xưng hô với các hạ như nào. Đương nhiên chính nhà họ Tư Đồ đã cung cấp những tài liệu này cho hắn, nhưng ngay cả nhà họ Tư Đồ cũng không có tài liệu về cô gái đeo khăn che mặt này. Thực lực của cô gái đeo khăn che mặt này cũng không biết. Cô gái đeo khăn che mặt cứ nhìn hắn như vậy, không nói gì cả. Diệp Huyên hơi xấu hổ, cười ngượng nói, ba vị, lần này ta tới đây có chuyện này muốn nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ba vị dẫn người tới Thanh Châu chắc hẳn là muốn cái đầu của Diệp Huyên này, sau đó cầm đi đổi tiền thưởng, phải không hả? Cuồng sư gật đầu, thẳng thắn đáp đúng vậy. Đọc truyện tại tương đương TRUMTRUIEN, Việt Nam tương đương. Diệp Huyên cười nói, vậy thái độ của ba vị hiện giờ là như thế nào vậy? Cuồng sư không nói gì. Bởi vì sau một đêm thương lượng, điều tra, bọn họ càng cảm thấy chuyện này quỷ dị hơn. Diệp Huyên quật khởi quá nhanh, hơn nữa còn đắc tội với học viện thương mộc, đắc tội với thế giới ngầm, nhưng kết quả thì sao chứ? Thế giới ngầm đã mai danh ẩn tích, học viện thương mộc thì đã trở thành thế lực hạng ba, không chỉ như vậy, học viện thương mộc còn bị liên minh hộ giới xử phạt nữa, đây cũng không phải là chuyện bí mật. Điều quỷ dị nhất chính là rõ ràng liên minh hộ giới có thể giết chết Diệp Huyên nhưng không hề ra tay với Diệp Huyên, ngược lại còn phát lệnh truy nã nữa. Chuyện khác thường tất có âm mưu. Chương 488, ta là thiếu tôn chủ của liên minh hộ giới. Vương giả đột nhiên lên tiếng, ngươi thì sao? Vì sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyên nói, bảo những người khác tránh ra đi. Vương giả nhìn Diệp Huyên, sau đó phất tay, rất nhanh sau đó, những tên lính đánh thuê còn lại đã lùi về sau. Diệp Huyên đi tới trước mặt ba người, dùng huyền khí truyền âm, những lời tiếp theo chúng ta hãy dùng huyền khí truyền âm, đừng để người ngoài biết được. Mục đích ta tới đây lần này là để hợp tác với mấy người. Vương giả nhíu mày, hợp tác. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, hiện giờ linh khí ở thanh thương giới mỏng manh, loạn thế xuất hiện, hiện giờ mọi người hợp tác với nhau chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích. Vương giả nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nhưng ngươi đang bị liên minh hộ giới truy nã, hợp tác với ngươi chẳng khác nào là không nể mặt liên minh hộ giới cả. Diệp Huyên lắc đầu cười nói, ngươi không cần phải gài ta nói ra đâu, ta nói thẳng cho ngươi biết, Diệp Huyên này chính là người được liên minh hộ giới dốc lòng bồi dưỡng để trở thành tôn chủ đời tiếp theo. Diệp Huyên vừa dứt lời, vương giả và cuồng sư biến sắc, còn cô gái đeo khăn che mặt thì vẫn bình tĩnh như trước. Cuồng sư và vương giả nhìn nhau. Cuối cùng cuồng sư nhìn về phía Diệp Huyên, dựa vào đâu mà chúng ta phải tin ngươi? Diệp Huyên hỏi lại, tại sao ngươi lại không tin ta chứ? Vương giả nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, liên minh hộ giới nhắm vào ngươi chỉ là vì muốn rèn luyện ngươi thật sao? Diệp Huyên gật đầu, nếu không thì ngươi nghĩ tại sao họ lại truy nã ta chứ? Ta không hề ẩn nấp, bọn họ có thể tới thẳng đây tiêu diệt ta luôn mà, nhưng bọn họ không hề làm vậy, nguyên nhân là do đâu? Đó là vì lục tôn chủ đương nhiên chính là sư phụ của ta. Sư phụ. Diệp Huyên vừa nói vậy thì mấy người cuồng sư ngẩn ra. Sư phụ. Có ai không biết lục tôn chủ cơ chứ? Gã chính là một trong những cường giả siêu cấp nổi tiếng khắp thanh thương giới. Người này là sư phụ của Diệp Huyên sao? Diệp Huyên nói tiếp, chắc hẳn các ngươi từng điều tra về ta, có biết vì sao trước năm 18 tuổi ta vô cùng bình thường. Sau khi rời khỏi Thanh Thành thì tu vi của ta đột ngột tăng mạnh, liên tục gặp gỡ kỳ ngộ không?
Bởi vì ở sau lưng ta chính là Lục Tôn Chủ, là toàn bộ liên minh hộ giới. Nói tới đây, hắn vung tay phải lên, hai thanh kiếm bậc thiên cùng với trên trăm món linh khí bậc chân xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên nói, có nhìn thấy chưa hả? Nếu như sau lưng không có thế lực cường đại chống lưng, ta sẽ có được nhiều bảo vật như vậy sao? Nói tới đây hắn cất sạch mọi thứ, sau đó nói, ở núi Vạn Khâu, hai cường giả ngự pháp cảnh chân chính, 10 cường giả vạn pháp cảnh cùng mấy trăm người khác biến mất, có biết ai làm không? Liên minh hộ giới chúng ta làm ra. Nhà họ Tư Đồ và thế giới ngầm không biết sống chết, muốn lấy lớn hiếp nhỏ giết ta, liên minh hộ giới ta sao có thể ngồi yên không quan tâm chứ? Giết sạch bọn họ luôn. Cuồng sư và vương giả lại nhìn nhau, trong ánh mắt hai người hiện lên vẻ kinh ngạc, thật ra bọn họ cũng đoán được vài phần nhưng hiện giờ khi nghe Diệp Huyên chính miệng nói ra thì trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì liên minh hộ giới làm chuyện này quá tuyệt tình rồi. Diệp Huyên nói tiếp, Thanh Châu xuất hiện đại biến. Sư phụ ta muốn thông qua cơ hội này để rèn luyện ta, cũng muốn tẩy sạch một vài thế lực mang ý đồ xấu xa. Ví dụ như những người tiến vào Thanh Châu tùy tiện giết chóc, những người này làm việc không có tính người, tùy ý đồ sát người vô tội. Các ngươi tưởng rằng liên minh hộ giới ta mặc kệ thật sao? Không. Nói tới đây, Diệp Huyên chỉ vào mình, thật ra chúng ta vẫn luôn xử lý việc này, nếu không các ngươi nghĩ ta ăn no rừng mỡ chạy tới bảo vệ Thanh Châu hả? Không, đây là nhiệm vụ của ta, nếu như ta bảo vệ được Thanh Châu, nhiệm vụ hoàn thành thì coi như ta đã hợp cách. Tương lai sư phụ ta rời đi, liên minh hộ giới sẽ là của ta. Cuồng sư trầm giọng nói, nếu đây là bài kiểm tra của ngươi thì ngươi tới yêu cầu hợp tác với chúng ta làm gì? Diệp Huyên cười nói, cho dù đây là một lần rèn luyện nhưng không có nghĩa là ta không được có người của mình. Lần này ta tới đây là muốn hợp tác với các ngươi, chung tay bảo vệ Thanh Châu. Đương nhiên các ngươi sẽ không phải bảo vệ không công, chúng ta bắt tay với nhau chắc chắn có thể xử lý những tu sĩ và thế lực tới từ Trung Thổ Thần Châu kia, sau khi xử lý bọn chúng chắc chắn sẽ thu được rất nhiều tiền tài. Ngoài việc đó ra, nếu như tương lai ta trở lại liên minh hộ giới thì sẽ có thể giúp đỡ các ngươi rất nhiều việc, chắc không cần ta nói nhiều thì các ngươi cũng hiểu có một người trong liên minh hộ giới sẽ có lợi ích lớn như nào với các ngươi khi ở Trung Thổ Thần Châu nhỉ. Cuồng sư nhìn Diệp Huyên. Sau đó nhìn sang phía vương giả và cô gái đeo khăn che mặt, cô gái đeo khăn che mặt vẫn không nói gì cả, vương giả do dự vài giây, sau đó nói, thứ cho ta nói thẳng, ta không tin ngươi. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1. Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. 2. Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. 3. Hoa trong gương, trăng dưới nước. 4. Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõi. Bằng 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 bằng. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu, ta cũng không ép buộc, dù sao các huynh đệ của ta đã tới Thanh Châu, rất nhanh sau đó sẽ tới học viện của ta, bọn họ đều tới từ Trung Thổ Thần Châu, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì đó chính là tổn thất to lớn của các vị đó. Nói tới đây hắn ôm quyền với ba người, ba vị tương lai sẽ gặp lại. Nói xong hắn xoay người rời đi, không chút chần chừ. Ở sau lưng Diệp Huyên, cuồng sư và vương giả do dự và giãy giụa đôi chút, bởi vì đối với bọn họ thì đây đúng là một cơ hội, nếu như hợp tác thì không chỉ phát tài mà có thể đứng ở bên phe liên minh hộ giới, quan trọng nhất chính là nếu như tương lai Diệp Huyên trở thành tôn chủ của liên minh hộ giới, vậy bọn họ. Với thiên phú của Diệp Huyên và chiến lực kinh khủng hắn đã thể hiện ra, tương lai hoàn toàn có thể trở thành tôn chủ của liên minh hộ giới. Cho dù hắn không trở thành tôn chủ thì chắc chắn cũng là một nhân vật quan trọng, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ có thu hoạch khổng lồ. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở xa xa đột nhiên dừng lại, quay người, sau đó lấy một tấm lệnh bài ra, mặt trước khắc hai chữ hộ giới, mặt sau thì là một chữ Huyên. Diệp Huyên giơ tấm lệnh bài trong tay lên, sau đó nói, ba vị. Mong rằng ba vị giữ bí mật chuyện Diệp Huyên ta là thiếu tôn chủ của liên minh hộ giới, nếu không đừng trách liên minh hộ giới chúng ta không khách khí. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huynh chậm đã. Lúc này giọng nói của cuồng sư từ phía sau lưng vang lên. Chương 489, ngươi làm được bằng cách nào vậy? Diệp Huyên đứng lại, quay người, bình tĩnh hỏi, sao hả? Cuồng sư và vương giả nhìn nhau, cuối cùng cuồng sư lên tiếng, Diệp Huynh. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức Ma Tông và Quỷ Tông đã xâm lấn Thanh Châu trên quy mô lớn, mục tiêu của bọn chúng chính là ngươi.
Diệp Huyên cười lạnh, Ma Tông và Quỷ Tông đúng là ngu xuẩn không ai sánh bằng mà. Cuồng sư nhíu mày, các ngươi muốn ra tay với bọn chúng sao? Diệp Huyên bình thản nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cuồng sư trầm giọng nói, vì sao không ra tay thẳng luôn? Diệp Huyên nói, không có lý do xuất binh, nhưng nếu như bọn chúng xâm lấn Thanh Châu, vậy thì chúng ta có lý do rồi. Cuồng sư nhìn Diệp Huyên, chính liên minh hộ giới các ngươi nói từ bỏ Thanh Châu, bảo vệ trung thổ Thần Châu. Diệp Huyên tỏ vẻ thương hại, mấy lời tào lao này mà ngươi cũng tin. Cuồng sư. Lúc này vương giả đột nhiên lên tiếng, Diệp Huynh, nếu như chúng ta hợp tác với ngươi thì chúng ta sẽ thu được lợi ích thực tế gì? Diệp Huyên đáp, phải nói là các ngươi có thể làm được gì cho ta? Nỗ lực và thành quả có quan hệ với nhau, các ngươi nghĩ như nào hả? Nói tới đây hắn mỉm cười, ta có lòng tốt nhắc nhở mấy người một câu, trung thổ Thần Châu sắp có đại biến rồi, hiện giờ Thương Lan Châu và Thanh Châu hỗn loạn, chờ khi Thanh Châu kết thúc, đến lúc đó rất có thể sẽ đến lượt trung thổ Thần Châu hỗn loạn. Cho dù liên minh hộ giới chúng ta muốn bảo vệ thanh thương giới, thế nhưng luôn có một vài thế lực muốn gây hại tới thế giới này. Không nói nhiều nữa, nếu mấy vị đồng ý hợp tác thì hãy tới đế đô Khương quốc ta, nếu không muốn thì cũng không sao, Diệp Huyên này không ép buộc. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đi rất quả quyết, không dây dưa dài dòng thêm. Cuồng sư và vương giả nhìn nhau, cuối cùng cả hai người nhìn về phía cô gái đeo khăn che mặt ở bên cạnh. Cuồng sư trầm giọng hỏi, ý của các hạ là như nào? Cô gái đeo khăn che mặt nhìn về phương xa, bình thản đáp thử hợp tác với hắn một lần, nếu như có lợi ích thì ở lại, nếu không có thì rời đi. Vương giả gật đầu, như vậy cũng được. Cuồng sư cũng gật đầu đồng ý. Cô gái đeo khăn che mặt từ từ nhắm hai mắt lại, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp Huyên trở về học viện Thương Lan, lấy tấm lệnh hộ giới kia ra định vứt bỏ. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn lại cất đi. Tấm lệnh hộ giới này đương nhiên không phải là hàng thật, khi nãy hắn mới tốn một kim tệ để chế tạo ở cửa hàng rèn. Giữ lại thứ đồ chơi này có lẽ còn có tác dụng khác. Bởi vì không có mấy ai ở thanh thương giới từng được tận mắt nhìn thấy lệnh hộ giới, cũng không có mấy ai dám làm giả lệnh hộ giới. Sau khi cất lệnh hộ giới đi thì hắn đi tới phía sau núi, vừa đến nơi thì Tư Đồ Minh xuất hiện trước mặt hắn. Tư Đồ Minh nhìn Diệp Huyên, ngươi làm được bằng cách nào vậy? Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó nói, mấy đội lính đánh thuê kia hả? Tư Đồ Minh gật đầu. Diệp Huyên cười đáp, bọn chúng tới đây là vì tiền tài, cho bọn chúng thứ này là được rồi. Tư Đồ Minh bình thản nói, Diệp Huyên, có chuyện này phải tuyên bố với ngươi, từ hôm nay, mỗi tháng chúng ta cho ngươi nhiều nhất là 500 triệu linh thạch cực phẩm. Hiển nhiên bọn họ sợ Diệp Huyên không ngừng há miệng sư tử. Diệp Huyên thì ngẩn ra, mỗi tháng 500 triệu linh thạch. Niềm vui này tới quá đột ngột rồi thì phải. Diệp Huyên mặt không đổi sắc, 500 triệu linh thạch là quá ít. Nghe vậy, Tư Đồ Minh nheo mắt lại, vẻ mặt không có ý tốt. Diệp Huyên nói tiếp, chắc hẳn các hạ đã biết tin Quỷ Tông và Ma Tông đã xâm lấn Thanh Châu với quy mô lớn, có thể nói liên minh hộ giới đã bắt đầu chó cùng rứt dậu rồi. Ông thử nghĩ mà xem, nếu như ta không ngăn được Quỷ Tông và Ma Tông, vậy tối đa 3 ngày thì Thanh Châu sẽ biến thành địa ngục trần gian, đến lúc đó liên minh hộ giới sẽ dễ dàng chiếm được bản nguyên Thanh Châu, một khi để bọn họ chiếm được bản nguyên Thanh Châu, vậy hậu quả sẽ rất khó đoán đó. Nói tới đây hắn khẽ thở dài một tiếng, không phải Diệp Huyên ta lòng tham không đáy, các hạ thử suy nghĩ mà xem, nhiều tu sĩ trung thổ Thần Châu tiến vào Thanh Châu như vậy, đặc biệt là hiện giờ, các thế lực lớn như Quỷ Tông và Ma Tông cũng tiến vào Thanh Châu. Dưới tình thế này ta phải ứng đối như thế nào? Các ông không thể công khai hỗ trợ, vậy nên ta chỉ còn cách dùng tiền tài tìm kiếm giúp đỡ từ nơi khác, ông cảm thấy sao hả? Tư Đồ Minh lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi mở miệng ra là vài trăm triệu, ngươi nghĩ chúng ta rất giàu hả? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, không còn cách nào khác, tất cả mọi người đều khó khăn mà, nhưng hiện giờ nếu như chúng ta còn tiếp tục cãi nhau vì chuyện tiền bạc thì mọi người cứ ngồi đó chờ chết cho rồi. Tư Đồ Minh trầm mặc. Diệp Huyên đột nhiên nói, như thế này đi nhé, mỗi tháng cho ta 800 triệu linh thạch cực phẩm, ta cam đoan Thanh Châu chắc chắn sẽ không thất thủ, tuyệt đối không, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là các ông ngăn cản cường giả ngự pháp cảnh chân chính thay cho ta, đồng thời không ngừng cung cấp tin tức tình báo, những chuyện còn lại đều do ta tự giải quyết. Tư Đồ Minh im lặng một hồi, sau đó nói, được. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đưa tay phải ra,
không cần nói thì ai cũng hiểu được ý của hắn. Khóe miệng Tư Đồ Minh giật giật, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó búng tay, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi, sau đó nói, bao lâu nữa thì Ma Tông và Quỷ Tông tiến vào Thanh Châu. Tư Đồ Minh đáp, tối đa 3 ngày. Diệp Huyên gật đầu, biết rồi, trong 3 ngày này ta định thanh trừ sạch sẽ tu sĩ trung thổ thần châu ở trong Thanh Châu. Tư Đồ Minh bình thản nói, hình như ngươi quá tự tin rồi đó. Diệp Huyên cười đáp, chuyện này không cần các hạ phải quan tâm. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở một câu, e rằng hiện giờ liên minh hộ giới đang muốn chó cùng rứt dậu, các hạ vẫn nên chuẩn bị sớm từ hơn. Tư Đồ Minh lạnh lùng nói, chuyện này không cần ngươi phải quan tâm, chúng ta sẽ xử lý ngự pháp cảnh chân chính, nhưng chuyện còn lại, ngươi tự xem mà xử lý. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên im lặng một hồi, quay người rời đi, không lâu sau hắn đã tới điện Thương Lan, lúc này Lục Cửu Ca đang làm việc trong điện. Chương 490, Dầu Sủ. Hiện giờ mấy người Lục Cửu Ca đang quản lý học viện Thương Lan. Khi thấy Diệp Huyên đi vào, Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyên nói, hiện giờ còn có bao nhiêu tu sĩ trung thổ thần châu ở Thanh Châu? Lục Cửu Ca nói, chừng 100 mấy chục nghìn, nhưng không có quá nhiều kẻ lợi hại. Diệp Huyên gật đầu, điều tra tung tích của những người này, cho đạo binh Thương Lan chuẩn bị sẵn sàng. Lục Cửu Ca nhìn Diệp Huyên, định ra tay à? Diệp Huyên gật đầu, lập tức ra tay. Lục Cửu Ca hỏi, ngự pháp cảnh chân chính. Diệp Huyên cười nói, để ta giải quyết. Nói xong hắn quay người rời đi. Lục Cửu Ca im lặng một hồi, sau đó tiếp tục làm việc. Sau khi Diệp Huyên quay về phòng thì lập tức bắt đầu cắn nuốt linh thạch cực phẩm. Đương nhiên là hắn sẽ không đặt toàn bộ hy vọng vào hội nhà Tư Đồ, bản thân mình mạnh mẽ mới là vương đạo. Sau khi cắn nuốt 100 triệu linh thạch cực phẩm, Diệp Huyên đang định tiếp tục cắn nuốt thì đúng lúc này, tháp giới ngục trong cơ thể hắn chấn động kịch liệt. Ầm. Đầu Diệp Huyên như bị đánh mạnh vào, hắn mê muội chừng nửa canh giờ mới tỉnh táo trở lại. Khi hắn tỉnh táo lại thì lập tức lại ngẩn ra. Bởi vì tháp giới ngục đã khôi phục. Diệp Huyên vội vàng tiến vào trong tháp giới ngục, trong tầng đầu tiên là mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên tìm được 2 chiếc nhẫn chứa đồ của cường giả ngự pháp cảnh chân chính, sau khi nhìn thấy vật phẩm bên trong nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên mừng như điên. Trong một chiếc nhẫn chứa đồ có một món bảo vật bậc thiên, đó là một chiếc áo giáp, toàn thân tối đen, ở giữa vẽ một con yêu thú bề ngoài giống đại bàng, có 3 chân, 2 cánh dang rộng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Ở phía sau chiếc áo giáp là từng chiếc vảy màu đen xám, những chiếc vảy này xếp chồng lên nhau, ở giữa lớp vảy có một luồng sáng lưu chuyển. Không phải thứ bình thường. Ngoài chiếc áo giáp này ra thì bên trong nhẫn chứa đồ còn có 20 món linh khí bậc chân, hơn nữa đều là thượng phẩm. Không chỉ như vậy, còn có 6 quyển võ kỹ bậc địa thượng phẩm cùng với những thứ linh tinh khác, tất cả đều không phải thứ tầm thường. Theo phỏng đoán của hắn thì ngoại trừ món bảo vật bậc thiên, những vật còn lại này ít nhất cũng chỉ giá 200-300 triệu linh thạch cực phẩm. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi, nhìn chiếc nhẫn chứa đồ còn lại, bên trong có rất ít thứ, nhưng những thứ bên trong đều rất tốt. Công pháp bậc thiên. Độn. Chỉ một chữ. Diệp Huyên đọc thử qua, càng đọc càng khiếp sợ, hiện thì hắn đã biết rốt cục vì sao đám sát thủ thế giới ngầm lại khủng bố tới vậy rồi. Nếu như tu luyện thành công loại công pháp này thì con người ta có thể trốn vào trong không gian, hòa với không gian thành một thể, đồng thời lợi dụng không gian để che giấu hơi thở của mình. Cho dù là cường giả ngự pháp cảnh chân chính thì cũng khó lòng phát hiện ra, dù sao nó cũng là công pháp bậc thiên. Thứ tốt! Diệp Huyên cười tới mức sái cả miệng. Ngoài công pháp bậc thiên ra thì còn có 18 món linh khí bậc chân thượng phẩm, còn có một vài thứ linh tinh. Trừ đó ra còn có mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ khác nữa. Lần đầu tiên Diệp Huyên không còn cảm thấy mình nghèo. Sau nửa canh giờ Diệp Huyên mới xử lý xong, đây là lần thu hoạch lớn nhất từ xưa tới giờ. Một chiếc áo giáp bậc thiên, một quyển công pháp bậc thiên, 79 món linh khí bậc chân thượng phẩm, 97 món bậc chân trung phẩm, 127 món bậc chân hạ phẩm, bậc minh thì. Dầu sụ. Thật sự phất lớn rồi. Bên trong tháp giới ngục, Diệp Huyên cười như điên, thu hoạch lần này quá lớn rồi. Hiện giờ hắn có thể trang bị đạo binh Thương Lan tới tận răng. Nếu như bán hết những thứ này thì ít nhất cũng thu được vài tỷ linh thạch cực phẩm. Nhưng hắn cũng không định bán công pháp và áo giáp bậc thiên đi,
hắn định để chiếc áo giáp cho mình mặc, công pháp thì hắn cũng tự mình tu luyện. Mạc Vân Khởi trừng mắt lên, ngẩn ra. Trong phòng của Bạch Trạch, Bạch Trạch đang ngủ thì có một chiếc giày đập lên mặt y, Bạch Trạch bừng tỉnh, trên mặt y in nguyên một vết giày. Bạch Trạch ngẩn ra, sau đó nhìn chiếc giày trên ngực mình, ngay sau đó, y giận tím mặt, Mạc ngu ngốc, người ngứa già à. Nói tới đây, y nhảy xuống giường, đi thẳng tới phòng Mạc Vân Khởi. Chương 491, phía sau Diệp Huyên chắc chắn có người. Không lâu sau khi Bạch Trạch xông vào phòng của Mạc Vân Khởi, trên núi lập tức vang lên tiếng đánh nhau. Chẳng mấy chốc, Bạch Trạch đuổi theo Mạc Vân Khởi chạy khắp nơi trên núi. Bạch Trạch, có phải ngươi bị điên rồi không, ông đây không đánh ngươi. Mạc ngu ngốc, ngươi có gan thì đừng có chạy. Ông đây cứ chạy đó, ngươi đuổi theo đi. Còn kẻ đầu sỏ Diệp Huyên thì đã đi đến phòng của Ngũ Lâu Chủ. Trong phòng, Diệp Huyên và Ngũ Lâu Chủ ngồi đối diện nhau. Diệp Huyên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra để xuống trước mặt Ngũ Lâu Chủ, bán đấu giá toàn bộ. Ngũ Lâu Chủ dùng thần thức quét qua nhẫn chứa đồ, sau khi thấy thứ bên trong, sắc mặt ông ta hơi thay đổi, nhiều thế à? Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ khó tin. Diệp Huyên gật đầu, chia những thứ này thành từng nhóm rồi giao bán, đừng tập trung lại với nhau. Ngũ Lâu Chủ nói, không muốn thu hút sự chú ý của người khác à? Diệp Huyên gật đầu, không có vấn đề gì chứ. Ngũ Lâu Chủ cười nói, đương nhiên, Lão Phu sẽ đích thân đến Trung Thổ Thần Châu một chút, những thứ này đều là thứ có tác dụng thực tiễn, sẽ rất được hoan nghênh. Diệp Huyên cười nói, thế là tốt nhất. Đúng rồi, nếu mời một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính thì cần bao nhiêu linh thạch cực phẩm? Ngũ Lâu Chủ hơi trầm ngâm, sau đó nói, khoảng 200 triệu. 200 triệu. Diệp Huyên ngây người. Sau đó bật thốt lên, rẻ thế à? Ngũ Lâu Chủ cười khổ, cũng không rẻ, 200 triệu linh thạch cực phẩm, dù là một thế lực hạng hai của Trung Thổ Thần Châu cũng khó mà dễ dàng lấy ra được. Diệp Huyên suy nghĩ một chốc, sau đó gật đầu, đúng thế thật, bây giờ sở dĩ hắn cảm thấy rẻ là vì thu được mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ, cộng thêm báu vật của hai cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, nếu không nhờ những báu vật này, thật ra hắn cũng rất nghèo. Ngũ Lâu Chủ đột nhiên hỏi, ngươi muốn mời cao thủ ngự pháp cảnh chân chính à? Diệp Huyên gật đầu, lần này sau khi đến Trung Thổ Thần Châu, tiền bối xem xét giúp ta một chút, giá tiền không phải là vấn đề, nhưng nhất định phải đủ mạnh. Ngũ Lâu Chủ trần trừ một lát rồi nói, nếu thực lực của ngươi không đạt đến ngự pháp cảnh, mời những người này đến e rằng sẽ thỉnh thần thì dễ tiến thần thì khó. Diệp Huyên gật đầu, đây cũng là một vấn đề. Ngũ Lâu Chủ trầm giọng nói, như vậy nhé, ta đi bán những thứ này trước, sau đó xem xét chuyện mời cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, nếu có ai thích hợp thì chúng ta mời đến, ngươi thấy sao? Diệp Huyên cười nói, thế là tốt nhất. Ngũ Lâu Chủ cười cười, không lãng phí thời gian nữa, Lão Phu sẽ xuất phát ngay bây giờ. Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi. Trong phòng, Diệp Huyên cầm tách trà lên uống một ngụm, lúc này, Lục Cửu Ca đi tới trước cửa, đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Diệp Huyên gật đầu, đặt tách trà xuống, đi. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên dẫn theo 100 đạo binh thương lan ra khỏi phòng, lúc này, 100 đạo binh thương lan theo sau hắn đã chói mắt hẳn lên. Tất cả trang bị đều là bậc chân thượng phẩm. Hơn nữa trang bị còn vô cùng đầy đủ. Một kỵ binh, dù để vào Trung Thổ Thần Châu cũng nằm trong vị trí đầu. Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, còn có Kiếm Sở Sở đi bên cạnh Diệp Huyên. Lúc này Kiếm Sở Sở đã lên đến kiếm chủ, đấu với vạn pháp cảnh không có chút áp lực nào cả, thực lực của hai người Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi cũng có thể đấu với vạn pháp cảnh, hơn nữa Diệp Huyên còn đưa cho bọn họ trang bị đỉnh cấp cho bọn họ nữa, hai người đều có thực lực giết chết vạn pháp cảnh. Mà hơn 100 kỵ binh thương lan phía sau bọn họ bây giờ cũng có thực lực dễ dàng giết chết vạn pháp cảnh. 100 người liên thủ, dù là Diệp Huyên cũng đánh không lại. Vì 100 người này công thủ đồng đều, hơn nữa những đạo binh thương lan này còn tu luyện sát khí đến mức tối đa, chỉ cần bộc phát sát khí, sức chiến đấu tăng lên ít nhất 3 đến 4 phần. Có thể nói nếu sử dụng sát khí quyết, cứ 5 đạo binh thương lan sẽ có thể giết chết một vạn pháp cảnh, còn nếu 100 người liên thủ, thậm chí có thể giết chết ngự pháp cảnh một cách dễ dàng. Dưới sự bồi dưỡng điên cuồng của Diệp Huyên, những đạo binh này đã ra dáng hơn rồi. Hơn 100 người hùng hổ ra khỏi thành, nhưng đi chưa được bao lâu, một đám người đã chặn trước mặt bọn họ.
Đám người kia chính là đám người cuồng sư. Cuồng sư và vương giả nhìn thoáng qua mấy người đứng sau lưng Diệp Huyên, trong lòng hai người đều có hơi khiếp sợ, vì sự mạnh mẽ của đạo binh Thương Lan này hơi vượt khỏi dự đoán của bọn họ, đặc biệt là trang bị, không ngờ đều là bậc chân thượng phẩm, giống hệt lính đánh thuê phía sau bọn họ. Vấn đề là đây có hơn 100 người đấy. 100 bộ trang bị bậc chân thượng phẩm. Lúc này mấy người cuồng sư cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nếu như nói trước đó bọn họ còn hơi nghi ngờ Diệp Huyên thì lúc này, chút nghi ngờ đó đã gần như biến mất rồi. Vì với thực lực của cá nhân Diệp Huyên hoàn toàn không thể giàu có như thế, đừng nói là Diệp Huyên, một thế lực bình thường còn không thể nữa là. Phía sau Diệp Huyên chắc chắn có người. Đây là kết luận trong lòng cuồng sư và vương giả. Trang gì mà hay hay thế trumtiuyen.vn. Cuồng sư chắp tay, Diệp Huyên, chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, bằng lòng hợp tác với ngươi. Diệp Huyên cười nói, vô cùng hoan nghênh. Nói xong, hắn chỉ bên phải, ba vị, đi từ đây đến một tòa thành nhỏ cách nơi này mấy trăm dặm, nơi đó có hơn 100 tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu, trên người bọn họ có ít nhất 50 triệu linh thạch cực phẩm, các ngươi ai đi? Cuồng sư cười ha ha, vậy cứ để đội lính đánh thuê cuồng sư của ta đi cho. Lâm Ẩn gặp đầu, nếu gặp nguy hiểm nhớ truyền âm thông báo. Cuồng sư chắp tay, Diệp Huyên, gặp lại sau. Nói xong, hắn ta dẫn đội lính đánh thuê cuồng sư nhanh chóng rời đi. Diệp Huyên cưỡi ngựa hắc diễm đi đến trước mặt vương giả và cô gái đeo khăn, hắn chỉ bên trái, hướng này có một quốc gia tên Vinh Quốc, lúc này trong Vinh Quốc có ít nhất mấy nghìn tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu. Trên người bọn họ có ít nhất hơn 100 triệu linh thạch cực phẩm, hai vị có hứng thú không? Hơn 100 triệu linh thạch cực phẩm. Vương giả nhìn về phía cô gái đeo khăn che mặt, cô gái không nói gì, vương giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ta đi. Dứt lời, hắn ta dẫn mười mấy người sau lưng mình nghênh ngang rời đi. Chương 492, ta có người chống lưng. Chỉ còn lại cô gái đeo khăn và mấy người phía sau nàng ta. Diệp Huyên nhìn cô gái. Nàng ta giơ tay lên ra hiệu với phía sau, chín người phía sau nàng ta nhẹ cúi chào, lùi về phía sau. Diệp Huyên nghiêng đầu, Mạc Vân Khởi hiểu ý, xoay người lùi lại cùng đạo binh Thương Lan và mấy người Bạch Trạch. Nơi này chỉ còn lại hai người. Cô gái đeo khăn che mặt nhìn thẳng vào Diệp Huyên, nếu kế hoạch của ngươi chỉ là những tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu này thì cũng không cần thiết phải hợp tác. Diệp Huyên hỏi, chê thịt nhỏ à? Cô gái gật đầu, quá nhỏ. Diệp Huyên cười nói, theo ta được biết, bây giờ ở Thanh Châu này có ít nhất mấy chục nghìn tu sĩ Trung Thổ Thần Châu, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Cô gái lắc đầu, vẫn quá nhỏ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, các hạ hình như hơi tham rồi đấy. Cô gái đeo khăn nhìn về phía Diệp Huyên, có năng lực, đương nhiên phải muốn nhiều hơn rồi. Năng lực? Diệp Huyên cười hỏi, lớn đến mức nào? Cô gái không nói gì, nàng ta đột nhiên xòe tay, xoa tròn một cái. Trong nháy mắt, xung quanh Diệp Huyên xuất hiện sợi tơ dày đặc nhỏ như màu máu, những sợi tơ này như một tấm huyết võng bao phủ cả người Diệp Huyên, một giây sau, những sợi tơ đỏ như máu chợt thắt lại, như muốn bóp nát Diệp Huyên. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, khi những sợi tơ màu máu kia muốn chạm vào người hắn, một kiếm ý đột nhiên tuôn ra từ trong người hắn. Kiếm ý ác niệm. Sau khi kiếm ý ác niệm xuất hiện, những sợi tơ đỏ như máu kia bắt đầu bị ăn mòn rồi biến mất. Lúc này, cô gái đeo khăn che mặt giơ tay về phía trước ấn nhẹ một cái, Diệp Huyên cầm kiếm chém một nhát về phía trước. Diệp Huyên lập tức lùi 10 trượng, hắn vừa dừng lại, mặt đất dưới chân đã sụp đổ trong nháy mắt, đồng thời còn không ngừng lan ra, lan khoảng gần 100 trượng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái che mặt kia, khóe miệng hắn có máu tươi chậm rãi chảy ra, mà trên bàn tay của cô gái che mắt xuất hiện một vết kiếm đỏ như máu. Ngự pháp cảnh. Diệp Huyên hơi khiếp sợ, cô gái trước mắt không phải là vạn pháp cảnh, mà là ngự pháp cảnh, hơn nữa còn mạnh hơn những ngự pháp cảnh mà hắn gặp. Cô gái nhìn thoáng qua vết kiếm trên tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, không tệ. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, rốt cuộc cô có mục đích gì? Cô gái đeo khăn che mặt đi tới trước mặt Diệp Huyên, thời buổi loạn lạc, đương nhiên là vì tiền rồi. Diệp Huyên cười nói, ở lại nơi này, tiền tài kiếm không hết, còn nữa. Ma Tông và Quỷ Tông đang trên đường đến Thanh Châu rồi, nếu xử lý được hai tông môn này, bảo đảm sẽ đủ tài nguyên tu luyện nửa đời sau. Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên, Ma Tông có không dưới 10 vị cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, Quỷ Tông cũng chẳng yếu hơn,
với thực lực của ngươi bây giờ có thể xử lý được sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta có người chống lưng. Cô gái không nói gì. Diệp Huyên cười tiếp tục, cô suy nghĩ trước đi, nghĩ thông suốt rồi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào, chỗ này của ta luôn hoan nghênh các hạ. Dù không muốn hợp tác cũng chẳng sao, không hợp tác được thì tình nghĩa vẫn còn. Cô gái đeo khăn còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyên lại lắc đầu, đừng nhiều lời, muốn hợp tác thì ở lại, không hợp tác, các hạ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nói xong, hắn xoay người đi. Cô gái đột nhiên nói, ngươi hoàn toàn không phải người của Liên minh hộ giới. Diệp Huyên dừng bước, sau đó cười nói, dù sao thì ta cũng có người chống lưng, muốn phát tài cứ việc đi theo ta, một tháng bảo đảm kiếm hơn 100 triệu linh thạch cực phẩm. Cô gái đeo khăn che mặt nói, một tháng bảo đảm ít nhất cho ta 300 triệu. Diệp Huyên hỏi ngược lại, cô có thể cho ta cái gì? Cô gái nhẹ giọng nói, Ma Tông, Quỷ Tông và cao thủ vạn pháp cảnh đến từ Trung Thổ Thần Châu cứ để ta giải quyết, bên trên và bên dưới, ngươi tự lo. Diệp Huyên im lặng chớp mắt một cái, sau đó nói chốt, cô ẩn núp trước đi, đợi thông báo của ta. Dứt lời, hắn búng tay một cái. Một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt cô gái, dùng tạm trước. Cô gái đeo khăn xem thử, trong nhẫn chứa đồ có 100 triệu linh thạch cực phẩm. Nàng ta nhận lấy nhẫn chứa đồ, xoay người bỏ đi. Lúc này, một bóng dáng màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái, nàng ta dừng bước, bóng đen trầm giọng nói, tiểu thư, vì sao không giết luôn đi? Chỉ cần người nọ chết, sau khi Ma Tông ta tiến vào Thanh Châu sẽ có thể nhanh chóng khống chế toàn bộ Thanh Châu. Cô gái nhìn bóng đen một cái, nếu có thể giết thì ta sẽ nương tay sao? Khi nãy người nọ vẫn chưa bộc lộ toàn lực, nếu ta tiếp tục ra tay sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, khiến hắn nghi ngờ. Nếu đã như thế còn không bằng ở lại bên cạnh hắn, thăm dò hắn, đến thời khắc mấu chốt thì cho hắn một đòn chí mạng. Người mặc áo đen gật đầu, tiểu thư suy nghĩ thấu đáo. Cô gái đeo khăn nói, bảo cha ta cẩn thận với người phía sau người nọ. Nói xong. Người nàng ta rung lên, biến mất ở cách đó không xa. Người mặc áo đen vừa xoay người đi. Khoảng nửa khắc sau, không gian chỗ cô gái đứng khi nãy chợt rung lên, sau đó, một bóng người xuất hiện. Chính là Diệp Huyên. Cũng may mình cẩn thận, nếu không đã bị người khác chơi đều rồi. Hừm, tiểu thư. Nói đến đây, không biết hắn nghĩ đến điều gì, khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười xấu xa. Chương 493, ngươi coi thường chúng ta quá. Trong sân mạch, Diệp Huyên dẫn đám người Mạc Vân khởi đi nhanh, bọn họ di chuyển nhanh như gió, chỗ đi qua sẽ có ngọn lửa bùng lên. Quét sạch. Lúc này, mục đích của Diệp Huyên chính là quét sạch các tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu ở các nước xung quanh Khương Quốc. Những người này cũng tựa như khối u ác tính vậy, chỉ khi diệt sạch bọn họ, hắn mới có thể yên tâm đối đầu với Ma Tông và Quỷ Tông sắp tiến vào Thanh Châu. Sau một canh giờ, Diệp Huyên dẫn đám người Mạc Vân khởi đi tới một tòa thành nhỏ ở biên giới Khương Quốc, mà lúc này trong thành chẳng còn mấy người, cả tòa thành cực kỳ hoang vu. Linh khí của Thanh Châu càng ngày càng ít, hoàn cảnh sinh tồn ngày càng tệ, cộng thêm việc tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu xâm lược Thanh Châu một cách dã man, dù là Khương Quốc cũng đã xuất hiện rất nhiều thành trống. Có vài thành trống là do người trong đó chạy, cũng có vài thành trống là do người gây ra. Bên dưới thành. Diệp Huyên ngẩng mặt nhìn lên tường thành, trên cổng tường thành treo rất nhiều thi thể, ít nhất là mấy trăm. Những người này cứ thế bị treo trên tường thành, có vài thi thể còn đang chảy máu, rõ ràng là mới treo lên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt những người xung quanh đều trở nên lạnh lẽo. Mạc Vân Khởi bên cạnh Diệp Huyên nặng nề nói, Lục quân sư truyền âm, trong thành có mấy trăm tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu, bọn họ đã chiếm lĩnh tòa thành này rồi. Làm thành một cứ điểm, mỗi ngày sẽ ra ngoài cướp đoạt xung quanh. Diệp Huyên gật đầu, thời gian nửa canh giờ, đủ chưa? Mạc Vân Khởi cười hì hì, ngươi coi thường chúng ta quá. Dứt lời, hắn ta vung tay lên, các huynh đệ, xông lên. Sau mệnh lệnh của hắn ta, hơn 100 người chạy vào trong thành. Lúc này, dưới cổng thành có một người đàn ông chạy nhanh ra, giận dữ nói các ngươi là người phương nào. Còn chưa dứt lời. Một thanh phi đao đã xuyên qua giữa lông mày người đàn ông. Hơn trăm kỵ binh như một dòng lũ lớn xông vào thành, trong thành nhanh chóng vang lên tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết. Ngoài thành, Diệp Huyên tựa bên cổng thành, khoanh tay, trong miệng ngậm một cành cỏ, trông hơi cà lơ phất phơ. Còn chưa tới nửa canh giờ,
Mạc Vân Khởi đã dẫn theo 100 kỵ binh Thương Lan ra khỏi thành, mà trên bãi đất trống trong thành đã chồng chất mấy trăm thi thể, lúc này, mấy trăm thi thể đang bốc cháy. Ngoài thành, Mạc Vân Khởi đưa cho Diệp Huyên một chiếc nhẫn chứa đồ, lấy được tổng cộng hơn 90 triệu linh thạch, còn có một số thứ linh tinh giá trị khoảng 40 triệu. Nói đến đây, hắn ta lắc đầu, mấy người này đúng là giàu có, cũng không biết đã cướp của bao nhiêu người rồi nữa. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, nhẹ giọng nói, trong thành còn có ai không? Mạc Vân Khởi gật đầu, còn vài người, nhưng cũng không nhiều, chúng ta đã sắp xếp xong rồi. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, đi. Hơn trăm người nhanh chóng xoay người rời đi. Trên đường, Mạc Vân Khởi đi bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, ta nghe nói Thương Lan Châu đã trở thành một vùng đất chết, ngươi nói xem, Thanh Châu này sẽ giống Thương Lan Châu chứ? Diệp Huyên nói, ngươi nghĩ Thanh Châu sẽ trở thành như vậy sao? Mạc Vân Khởi lắc đầu, cho dù thế nào thì nơi này cũng là nhà của chúng ta. Nói đến đây, hắn ta hơi do dự, khi nãy ở trong thành ta gặp rất nhiều thi thể, đa số đều là người trong thành, nếu có một ngày đế đô của chúng ta thất thủ, e rằng Khương Quốc và Học viện Thương Lan của chúng ta sẽ. Diệp Huyên cười khẽ, không sao đâu, nghĩ thoáng một chút, vì không phải bọn họ chết thì chính là chúng ta chết. Mạc Vân Khởi im lặng một lúc lâu, nhếch miệng cười, cũng phải. Không phải bọn họ chết thì chính là chúng ta chết. Giết chết hết bọn họ luôn. Ha ha. Đám người nhanh chóng biến mất ở phía xa. Lúc mấy người Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng càn quét, trong Đại Vân cảnh cũng có một đội quân thần bí đang bắt đầu càn quét tu sĩ Trung Thổ Thần Châu trong Đại Vân. Lúc đầu, những tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu này đều phản kháng, nhưng dần dần, những người này bắt đầu chạy trốn. Vì bọn họ phát hiện, hoàn toàn đánh không lại. Dù là một vài cao thủ ngự pháp cảnh cũng chết thảm một cách khó tin, thi thể bị treo lơ lửng trên tường thành để thị chúng. Lúc này, những tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu đột nhiên phát hiện, Diệp Huyên và Liên Vạn Lý của Thanh Châu còn hiếu thắng hơn bọn họ nghĩ vô số lần. Đặc biệt là Diệp Huyên, ngoài đảo binh Thương Lan của hắn còn có hai đội lính đánh thuê đang giúp đỡ, hai đội lính đánh thuê này cực kỳ liều mạng, vì thật sự là quá lời. Hai ngày sau, những tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu bắt đầu rút lui về phía núi Vạn Khâu, vì ở Thanh Châu, dù bọn họ trốn đến đâu cũng sẽ có người đi tìm bọn họ. Nhân vật thợ săn và con mồi đã thay đổi. Chưa đến hai ngày, dưới sự liên thủ của Diệp Huyên và Liên Vạn Lý, tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu gần như đều bị đuổi đến núi Vạn Khâu, dù một vài người ở lại cũng đã sợ mất mật, hoàn toàn không dám tiếp tục ra ngoài nữa. Thanh Châu dần bắt đầu ổn định lại, nhưng linh khí vẫn chậm chậm mất đi. Học viện Thương Lan, trong tháp giới ngục. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, một chiếc nhẫn chứa đồ lơ lửng trước mặt hắn. Trong nhẫn chứa đồ là thu hoạch của hắn hai ngày nay, có tới hơn 600 triệu linh thạch cực phẩm, cộng thêm 700 triệu hắn có từ trước, bây giờ chỉ linh thạch cực phẩm thôi hắn đã có 1 tỷ 2 rồi. Nếu bán hết những thứ hắn đưa cho Ngũ Lâu chủ trước đó, hắn sẽ có ít nhất mấy tỷ linh thạch cực phẩm. Của cải của hắn bây giờ, dù là một vài thế lực hạng nhất của Trung Thổ Thần Châu cũng không thể sánh bằng. Quá giàu. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, sau đó bắt đầu tu luyện. Chương 494, tàn sát Thanh Châu. Lần này, không phải tu luyện kiếm kỹ, cũng không phải lĩnh ngộ kiếm đạo, mà là lĩnh ngộ cảnh giới. Vạn pháp cảnh. Bây giờ mục tiêu của hắn chính là vạn pháp cảnh, mà vạn pháp cảnh không phải chỉ hấp thụ kiếm là được. Sau khi đạt đến thần hợp cảnh, cho dù là cảnh giới nào cũng phải dựa vào ngộ, đương nhiên cũng cần hấp thụ kiếm, hai thứ không được thiếu thứ nào cả. Bây giờ, đương nhiên hắn không phải lo lắng về kiếm nữa, bản thân hắn cũng có rất nhiều kiếm, hơn nữa còn có hai thanh kiếm bậc thiên. Mà ngộ cũng không khó với hắn, vì hắn đã đạt đến kiếm hoàng rồi, cũng có hiểu biết nhất định với bản thân. Có thể nói bây giờ hắn chỉ thiếu thời gian thôi. Không gian. Đối với không gian, Diệp Huyên cũng không hiểu rõ lắm, cũng chưa từng nghiêm túc nghiên cứu. Nhưng lúc đạt đến kiếm hoàng, hắn từng mượn không gian chi thế, nói cách khác, hắn đã chạm tới ngưỡng cửa này rồi. Diệp Huyên nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tịnh tâm, tâm vô tạp niệm. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trong kiếm tản ra kiếm thế, mà kiếm thế này chính là hắn mượn không gian chi thế. Bây giờ hắn đang lấy kiếm làm môi giới để cảm nhận không gian một cách tỉ mỉ hơn. Chẳng mấy chốc, hắn cảm nhận được rồi. Dù không gian không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được,
có điều phải mượn không gian, sử dụng không gian, điều động không gian như thế nào lại là một chuyện khác. Còn nếu có thể điều động không gian thì đã là vạn pháp cảnh chân chính rồi. Mục tiêu của hắn đương nhiên là vạn pháp cảnh chân chính. Trong tháp, thời gian từng chút trôi qua. Núi Vạn Khâu, lối vào Thanh Châu. Lúc này, ngày càng có nhiều người chạy ra từ trong sơn mạch rộng lớn, đều là tu sĩ trung thổ thần châu trốn ra từ Thanh Châu. Thanh Châu có Diệp Huyên và Liên Vạn Lý, bọn họ đã không thể ở lại được nữa, đặc biệt là học viện Thương Lan của Diệp Huyên, đuổi giết bọn họ như bị điên vậy. Bọn họ không thể không rút lui. Nhưng ở lối vào Thanh Châu có một ông lão đứng đó, chặn tất cả mọi người lại. Một người đàn ông đi đến trước mặt ông lão, vẻ mặt hơi kiêng dè các hạ là. Ông lão nhìn người xung quanh, bại trận trở về trung thổ thần châu như thế, các ngươi cam tâm không? Người đàn ông lắc đầu, không cam lòng thì có thể thế nào? Đạo binh Thương Lan của Diệp Huyên kia, chúng ta hoàn toàn không thể chống lại được. Ông lão nhìn người đàn ông, có muốn báo thù không? Người đàn ông khẽ nhíu mày, có ý gì? Ông lão nhẹ giọng nói, tại hạ là trưởng lão của Ma Tông, đến đây là vì nói với các vị ít ngày nữa Ma Tông ta sẽ làm chủ Thanh Châu, khi đó, toàn bộ Thanh Châu sẽ là của Ma Tông ta. Còn Diệp Huyên kia, Ma Tông ta sẽ tự giải quyết. Ma Tông. Nghe vậy, xung quanh trở nên xôn xao. Ma Tông này là thế lực đứng đầu trung thổ thần châu đấy. Dù là thế lực như Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, hay Bắc Hàn Tông cũng không thể sánh bằng được. Rất nhiều người xung quanh bắt đầu trở nên hưng phấn, nếu Ma Tông tiến vào Thanh Châu, vậy có nghĩa là có người dạy dỗ Diệp Huyên và Liên Vạn Lý rồi. Nhìn thấy đoàn người xôn xao, ông lão lại nói, các vị, Thanh Châu không phải Thanh Châu của Diệp Huyên hắn. Hơn nữa các ngươi không thù không oán với hắn, hắn lại ngăn cản các ngươi phát tài, chặn đường làm giàu của người khác có khác nào thù giết cha đâu, sao mà giảng hòa được. Còn nữa, Diệp Huyên đã lên bảng truy nã, giết hắn chính là bảo vệ chính nghĩa. Người đàn ông trước mắt ông lão nặng nề nói, nhưng đạo binh Thương Lan kia. Ông lão cười nói, yên tâm, đạo binh Thương Lan của Diệp Huyên, Ma Tông ta sẽ giải quyết. Nói xong, lão ta nhìn một người nào đó trong đám người. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên, nếu đã có ma tộc dẫn dắt, vậy chúng ta còn sợ cái gì? Các vị, giết chết Diệp Huyên, rửa sạch nhục nhã. Theo giọng nói này vang lên, đoàn người lập tức ồn ào một lần nữa. Những tiếng hô hào nhanh chóng vang lên không ngừng. Giết chết Diệp Huyên, tàn sát Thanh Châu. Nhìn thấy thái độ của đám đông, ông lão nở nụ cười không thể nhận ra, lão ta nâng hai tay, nhẹ nhàng đè xuống, xung quanh yên tĩnh trở lại. Ông lão nhìn mọi người, làm phiền các vị thông báo cho nhau, bảo mọi người đến đây tập hợp, đến lúc đó, mọi người cùng nhau tiến vào Thanh Châu, xử lý Diệp Huyên. Được. Trong đám người có vô số người hưởng ứng, sau đó, bọn họ nhanh chóng rời đi. Cứ thế, sau khi mấy tu sĩ trung thổ thần châu thông báo cho nhau, ngày càng có nhiều người đến núi Vạn Khâu tập hợp. Chưa đến một ngày đã có mấy chục nghìn người tập trung ở núi Vạn Khâu, mà đa số trong đó đều là thần hợp cảnh. Cũng có không ít vạn pháp cảnh, có cả ngự pháp cảnh, nhưng không nhiều, chỉ có mười mấy người. Cùng lúc đó, gần trăm chiếc thuyền bay rất lớn bay đến gần Thanh Châu. Ma Tông, Quỷ Tông, Học viện Thương Lan. Trong tháp giới ngục, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên lấy một thanh kiếm bậc chân thượng phẩm ra, sau đó đâm vào ngực mình. Ầm. Một hơi thở mạnh mẽ lập tức bộc phát ra từ trên người hắn. Chương 495, dốc hết sức đấu một trận. Đột phá vạn pháp cảnh. Bây giờ hắn là thần hợp cảnh, nếu đạt đến vạn pháp cảnh. Dù là đối mặt với ngự pháp cảnh chân chính cũng không đến mức không có sức đấu lại. Còn nếu đạt đến vạn pháp cảnh chân chính, dù là ngự pháp cảnh chân chính cũng có sức đấu một trận. Nuốt chửng. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng nuốt chửng kiếm bậc chân. Chẳng mấy chốc, ngoài kiếm liên tú, tất cả kiếm bậc chân trên người hắn đều đã bị hấp thụ sạch sẽ. Bây giờ hắn chỉ còn lại ba thanh kiếm. Hai thanh kiếm bậc thiên và kiếm liên tú. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất im lặng một lúc lâu, sau đó hắn giơ tay phải lên, kiếm liên tú xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, cảm nhận được kiếm liên tú trong tay, trong lòng Diệp Huyên khá phức tạp. Vì dù nuốt chửng nhiều kiếm bậc chân như thế,
Kiếm Liên Tú vẫn không đột phá để đạt đến bậc thiên. Nhưng nó cũng đạt đến bậc chân thượng phẩm cực hạn rồi. Muốn tiến thêm một bước, nếu không có cơ duyên đặc biệt, chỉ dựa vào hấp thụ kiếm thì hơi khó khăn. Mà bây giờ nếu hắn nuốt chửng kiếm bậc thiên thì nhất định có thể đạt đến vạn pháp cảnh, nhưng Kiếm Liên Tú chắc chắn sẽ bị hủy. Hắn cũng không muốn hủy đi nó. Thanh kiếm này đi với hắn từ đầu đến giờ, hắn thật sự không đành lòng hấp thụ nó như thế. Lúc này, Kiếm Liên Tú như có cảm giác, hơi rung lên một chút, như đang bày tỏ điều gì đó. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngươi nói là, dùng kiếm bậc thiên làm đan điền. Kiếm Liên Tú rung lên, rõ ràng là đang trả lời. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, như thế cũng được. Dường như nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt hắn lập tức trở nên đau khổ. Đổi kiếm làm đan điền, nói cách khác, hắn phải trải qua nỗi đau lần đầu tiên sử dụng kiếm làm đan điền lúc trước một lần nữa. Cảm giác đau đớn này, dù đến tận bây giờ hắn vẫn chưa quên được. Nhưng hắn hoàn toàn không có sự lựa chọn. Đổi kiếm. Diệp Huyên lấy kiếm Lôi Tiêu ra, ngươi đã có linh trí, ta cho ngươi tự chọn, nếu muốn làm đan điền của ta thì gật đầu, nếu không thì lắc đầu. Kiếm Lôi Tiêu không đáp lại. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, nếu làm đan điền của ta, sau này có thể hấp thụ vô số thanh kiếm, đây là một lợi ích rất lớn với ngươi, dù sau này có kiếm mới, ta cũng sẽ không hấp thụ ngươi. Kiếm Lôi Tiêu im lặng một hồi rồi rung nhẹ một cái. Gật đầu. Diệp Huyên nhẹ lòng. Nếu kiếm này không đồng ý thì hắn cũng hết cách. Vì hắn hoàn toàn không dám ép thanh kiếm này làm đan điền. Phải biết rằng nó là đan điền của hắn, nếu nó không muốn, phản phệ một cái thì hắn sẽ bị chơi đến chết. Sau khi có được sự đồng ý của Kiếm Lôi Tiêu, Diệp Huyên lập tức đâm Kiếm Lôi Tiêu vào trong người mình. Diệp Huyên ngẩng đầu, khuôn mặt vặn vẹo, gân xanh trên cổ nhô lên tựa như những con rắn nhỏ, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, hắn mới thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của kiếm bậc thiên. Kiếm này thật sự mạnh hơn Kiếm Liên Tú lúc trước rất nhiều. Kiếm đâm vào, cơ thể hắn suýt đã vỡ tan. Lúc này, một tia kiếm ý chợt xuất hiện quanh người hắn. Kiếm ý thiện niệm. Kiếm ý thiện niệm bao phủ cả người hắn, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, hắn lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn không ngừng rung động. Diệp Huyên vội sử dụng vô địch kiếm thể quyết. Sau đó, Kiếm Lôi Tiêu dần yên tĩnh lại. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua. Trong điện Thương Lan, bên trong chỉ có ba người, Lục Cửu Ca, Phong Lam, Mạc Nguyên. Lục Cửu Ca bưng tách trà uống một ngụm nhỏ, sau đó nói, mọi người thấy tình hình bây giờ thế nào? Mạc Nguyên lắc đầu, phức tạp. Phong Lam gật đầu, đúng là phức tạp thật, liên minh hộ giới truy nã hắn, chuyện này không tầm thường chút nào. Vì bọn họ hoàn toàn có thể tự mình ra tay, nhưng bọn họ lại không làm thế, có hai khả năng, một là liên minh hộ giới không dám giết hắn, muốn mượn dao giết người, hai là liên minh hộ giới muốn lợi dụng hắn hấp dẫn nhiều tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu đến Thanh Châu hơn. Nói đến đây, hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều có hơi khiếp sợ. Một lát sau, Lục Cửu Ca cười khẩy, xem ra liên minh hộ giới này là muốn tâm bản nguyên của Thanh Châu, nhưng không biết bọn họ cần nó làm cái gì. Phong Lam trầm giọng nói, có lẽ cũng không phải chuyện tốt lành gì, liên minh hộ giới này nhìn như đang bảo vệ thanh thương giới, chứ thật ra là có mục đích khác. Nhưng muốn hy sinh vô số sinh linh của hai châu thật sự quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Lục Cửu Ca cười nói, Mạc Nguyên huynh, ở trong mắt những tu sĩ ngồi ở vị trí cao kia, vạn vật sinh linh trên đời có khác gì run rế đâu chứ? Phong Lam khẽ thở dài, như vậy là có chuyện rồi. Liên minh hộ giới muốn Thanh Châu diệt vong, còn Diệp Huyên rõ ràng là muốn bảo vệ Thanh Châu này, nói cách khác là phải đối đầu trực diện với liên minh hộ giới. Lục Cửu Ca nhẹ giọng nói, nhìn từ tình hình trước mắt, hắn đã chuẩn bị đấu với liên minh hộ giới rồi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Phong Lam và Mạc Nguyên, hai người thấy thế nào? Mạc Nguyên cười khổ, còn có thể thấy thế nào? Hai người chúng ta đặt hết hy vọng trên người hắn, đương nhiên phải theo đến cùng rồi. Lục Cửu Ca gật đầu, vậy mọi người phải lấy lá bài tẩy của mình ra rồi. Mạc Nguyên gật nhẹ đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chủ yếu là phải xem tiểu tử kia, nếu người sau lưng hắn không ngăn cản được liên minh hộ giới, dù chúng ta lấy lá bài tẩy ra cũng không làm nên chuyện gì. Lục Cửu Ca cười nói, vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ thôi. Nói xong,
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, Bình đạo và Nho đạo của ta có thể quật khởi một lần nữa không cũng dựa vào lần này đây. Mạc Nguyên cười nói, dốc hết sức đấu một trận. Lục Cửu ca cong môi, dốc hết sức đấu một trận. Chương 496, vị kiếm tiên kia. Núi Vạn Khâu. Núi Vạn Khâu lúc này đã tập trung gần 50.000 tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu, trong đó có một số là trốn về từ Thanh Châu, một số là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Lúc này, bọn họ tập trung lại với nhau chỉ vì một mục đích, chính là giết Diệp Huyên. Những người này có thể nói là hận Diệp Huyên đến thấu xương. Vốn dĩ bọn họ có thể thích làm gì thì làm ở Thanh Châu. Có thể nói là ở Thanh Châu một tháng, đợi sau khi bọn họ trở về, tài nguyên tu luyện mấy chục năm sau này của bọn họ cũng có. Nhưng vì Diệp Huyên, tất cả kế hoạch đều bị phá hỏng. Không chỉ có thể, Diệp Huyên còn cướp ngược lại của bọn họ. Dù đã tập trung mấy chục nghìn người, nhưng bọn họ vẫn không thể tiến vào Thanh Châu tìm Diệp Huyên lúc này. Đợi. Bọn họ đều đang đợi Ma Tông và Quỷ Tông đến, không có hai thế lực hàng đầu này, bọn họ hoàn toàn không dám đi tìm Diệp Huyên. Bây giờ không ai không kiêng dè Diệp Huyên và đạo binh thương lan của hắn cả. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng vào lúc hoàng hôn, hơn trăm chiếc thuyền bay dừng lại bên ngoài lối vào Thanh Châu. Trên một chiếc thuyền bay rất lớn dẫn đầu có một lá cờ màu đen dài mấy chục trượng, bên trên có hai chữ to màu đen, Ma Tông. Mà bên phải chiếc thuyền bay này còn có một chiếc thuyền bay lớn giống thế, bên trên cũng có một lá cờ, nhưng lại mang màu đỏ. Quỷ Tông. Dưới ánh nhìn chăm chú của mấy chục nghìn người, hơn 5.000 người nhảy xuống từ trên thuyền bay. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp mặc đồ màu đỏ. Hai người này là tông chủ Khô Minh Hư của Ma Tông và tông chủ Kỳ Yên Nô của Quỷ Tông. Hai người đều là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Khô Minh Hư nhìn về phía xa, ánh mắt sâu thẳm, một lát sau, ông ta chợt cười khẽ, Thanh Châu, thật sự là thiên đường tu luyện với Quỷ Tông và Huyết Tông ta. Kỳ Yên Nô cười khẽ, ông nói câu này không sai. Nhưng đừng quên, Thanh Châu này tạm thời vẫn chưa thuộc về chúng ta. Nụ cười của Khô Minh Hư dần biến mất, Diệp Huyên kia đúng là không đơn giản. Ngày đó ngự pháp cảnh chân chính của nhà họ Tư Đồ và ám tôn của thế giới ngầm liên thủ đi giết hắn, đáng tiếc hai người này đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, tựa như biết mất trên cõi đời này vậy, còn hắn thì vẫn còn sống khỏe mạnh. Kỳ Yên Nô gật đầu, ý cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, e rằng sau lưng người nọ cũng không chỉ có một kiếm tiên mà thôi. Cả liên minh hộ giới này nữa. Lần này bọn họ không tự mình ra tay mà muốn mượn tay hai tông môn chúng ta, cũng không bình thường chút nào. Khô Minh Hư nhẹ giọng nói, dù biết bọn họ có mục đích khác, nhưng bọn họ ra điều kiện, hai tông môn chúng ta không có cách nào từ chối. Kỳ Yên Nô gật đầu, vì điều kiện liên minh hộ giới đưa ra là cả Thanh Châu đều sẽ thuộc về Ma Tông và Quỷ Tông, hai người bọn họ có thể thích làm gì thì làm. Cả Thanh Châu. Điều kiện này thật sự quá hấp dẫn. Hai tông môn hoàn toàn không thể từ chối. Vì một khi bọn họ khống chế Thanh Châu, liên minh hộ giới lại không can thiệp, cả Thanh Châu sẽ mặc bọn họ xử lý, mà đối với người tu ma như bọn họ, đây rõ ràng là một thánh địa tu luyện. Khô Minh Hư chợt nói, có thông tin của vị kiếm tiên đứng sau Diệp Huyên chưa? Kỳ Yên Nô năng nề đáp, không có. Ta từng đi hỏi Lê Khanh viện trưởng của Học viện Thương Mộc, người nọ không nói một lời về vị kiếm tiên kia. Không nói một lời. Khô Minh Hư hơi nhíu mày, vì sao? Kỳ Yên Nô lắc đầu, không biết. Nhưng có một điều cần chú ý, Diệp Huyên kia tiêu diệt Học viện Thương Mộc Thanh Châu, nhưng ta mời ông ta đến Thanh Châu cùng đối phó Diệp Huyên, ông ta lại thẳng thừng từ chối, rõ ràng hắn đang sợ điều gì đó. Khô Minh Hư hít mắt, xem ra người đứng sau Diệp Huyên này thật sự không đơn giản. Nhưng không sao, dù người đứng sau hắn là một đại kiếm tiên, nàng ta không xuất hiện thì thôi, chỉ cần nàng ta dám xuất hiện. Ma Tông ta chắc chắn sẽ luyện chế thân thể nàng ta thành người khô, treo trên sơn môn Ma Tông. Thanh Châu này, Ma Tông ta nhất định phải có được. Kỳ Yên Nô hơi cong môi, nụ cười có chút quyến rũ tính cả Quỷ Tông của ta nữa. Khô Minh Hư cười ha ha, đi, vào Thanh Châu, gặp vị đại kiếm tiên này một lần, xem nàng ta rốt cuộc có phải có ba đầu sáu tay không. Dứt lời, ông ta vung tay lên, mấy nghìn người kéo nhau đi về phía Thanh Châu. Mà phía sau mấy nghìn người này là mấy chục nghìn tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu. Chuyện Ma Tông và Quỷ Tông xâm lấn Thanh Châu với quy mô lớn nhanh chóng lan truyền khắp Thanh Châu. Trong lúc nhất thời, cả Thanh Châu lại rối loạn lần nữa.
Học viện Thương Lan. Cửa phòng Diệp Huyên đột nhiên mở ra, sau đó, hắn đi ra từ bên trong. Diệp Huyên ngẩng mặt nhìn về phía chân trời, tham lam hít sâu một hơi, sảng khoái. Lúc này, Lục Cửu Ca ngồi trên xe lăn đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên có chuyện muốn báo cáo với ngươi một chút. Diệp Huyên đáp, nói. Lục Cửu Ca nói, lúc trước ngươi muốn ta hợp tác với tông môn thế gia của Thanh Châu, 36 thế gia, 27 tông môn, chỉ có một thế gia bằng lòng đến Khương Quốc hợp tác với chúng ta. Không chỉ thế, một vài thế gia và tông môn trong Khương Quốc chúng ta còn lặng lẽ rời đi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vì sao? Lục Cửu Ca đáp, trong nước có người đồn rằng ngươi kéo Ma Tông và Quỷ Tông đến, những tu sĩ trung thổ thần châu này đều là vì ngươi nên mới đến Thanh Châu. Còn nữa, những thế gia, tông môn và một vài tu sĩ này cho rằng Ma Tông và Quỷ Tông chỉ nhằm vào ngươi, không liên quan gì đến bọn họ. Diệp Huyên không còn gì để nói nữa. Chương 497, là mỗi con 10 triệu. Diệp Huyên một lúc lâu vẫn không nói gì. Theo hắn thấy, tình hình Thanh Châu thế này, mọi người đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối mặt. Vì tổ chim bị phá, trứng còn có thể nguyên vẹn được sao? Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự ích kỷ của con người rồi. Ích kỷ. Đây chính là một tật xấu của con người. Mỗi người đều ích kỷ, Diệp Huyên hắn cũng rất ích kỷ. Nhưng hắn hiểu rõ một điều, có những lúc không thể ích kỷ được. Trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu, cũng giống như quốc gia của mình bị kẻ thù xâm lấn vậy. Những lúc thế này, nếu trong lòng người vẫn còn mang suy nghĩ việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, vậy người này có thể nói là cực kỳ ngu xuẩn. Bây giờ không liên thủ chống lại, sau này sẽ không có năng lực chống lại nữa, bây giờ nhìn người khác chết, sau này người khác sẽ nhìn mình chết. Nếu đất nước lâm nguy, đương nhiên người người đều có trách nhiệm. Lục Cửu Ca nhẹ giọng nói, những người này còn đang ôm tâm lý cầu may, cảm thấy tu sĩ trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu chỉ vì ngươi. Chỉ cần ngươi chết, mọi chuyện sẽ thái bình. Tiếc là bọn họ không hiểu, chỉ cần ngươi chết, bọn họ sẽ chết càng nhanh, càng thê thảm hơn. Diệp Huyên cười nói, cứ mặc bọn họ đi. Lục Cửu Ca nhìn Diệp Huyên, không giận sao? Diệp Huyên hỏi ngược lại, vì sao phải nổi giận? Lục Cửu Ca nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên ta muốn bảo vệ mảnh đất Thanh Châu này, nhưng ta không thể yêu cầu ai cũng phải bảo vệ. Điều ta có thể làm là hợp tác với những người bằng lòng cùng đi bảo vệ mảnh đất này, còn những người không bằng lòng kia thì cũng không sao, đây là sự lựa chọn của chính họ, cứ mặc họ thôi. Nói đến đây, nụ cười của hắn nhạt dần, nhưng mà, nhớ kỹ những thế gia và tông môn không muốn đến kia, sau này, chỉ cần là địa bàn của Diệp Huyên ta thì không cho phép bọn họ xuất hiện. Ngoài ra những thế gia và tông môn này cũng không phải đối tượng được đạo binh Thương Lan bảo vệ. Lục Cửu Ca gật nhẹ đầu, đã hiểu. Ma Tông và Quỷ Tông đã tiến vào Thanh Châu, nhắm thẳng vào Khương Quốc chúng ta, ngươi định đối phó thế nào? Diệp Huyên cười không nói. Lục Cửu Ca nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có ý gì? Diệp Huyên chỉ vào mặt mình, cười nói, ngu ngốc, không thấy ta cười sao? Ý ta là cười đối mặt đấy. Nói xong, hắn cười ha ha, xoay người bỏ đi. Lục Cửu Ca, chuyện hay. Tìm ngay trang chính tiumtiuyenang.vn. Diệp Huyên đi tới sau núi, hắn đi đến đứng bên một vách núi, gió thổi tới, vô cùng mát mẻ. Một ông lão đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyên, người đến chính là Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, lần này Ma Tông và Quỷ Tông cùng đến đây, ngươi định đối phó thế nào? Diệp Huyên nói về đội ngũ của bọn họ xem. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, theo phán đoán ban đầu thì có 6 ngự pháp cảnh chân chính, ít nhất 20 ngự pháp cảnh, ngoài ra cũng có khoảng 40 vạn pháp cảnh, ít nhất gần 200 thần hợp cảnh. Còn nữa, hai tông môn đều có đạo binh của riêng mình, không rõ số lượng của hai đội đạo binh này, nhưng chiến lực chắc chắn không yếu hơn đạo binh Thương Lan của ngươi. Diệp Huyên hỏi, chỉ thế thôi. Tư Đồ Minh lắc đầu, tông môn như Ma Tôn và Quỷ Tông đương nhiên đều có lá bài tẩy của mình. Còn lá bài tẩy gì thì không biết được. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi định ứng phó thế nào? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, ngự pháp cảnh chân chính giao cho các ngươi, còn lại thì giao cho ta. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, ngự pháp cảnh chân chính chúng ta sẽ giải quyết. Nhưng theo tình hình trước mắt, dù chúng ta giải quyết ngự pháp cảnh chân chính của Ma Tông và Quỷ Tông, ngươi cũng không ngăn được hai tông này.
Diệp Huyên cười nói, vậy ta có thể đầu hàng chứ? Sắc mặt Tư Đồ Minh trở nên lạnh lẽo, lúc này, Diệp Huyên nhếch miệng cười, đừng tức giận, chỉ đùa chút thôi. Đương nhiên ta biết với tình cảnh bây giờ, dù ta đầu hàng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Tư Đồ Minh lạnh lùng nói, ngươi hiểu thì tốt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, vẫn là câu nói cũ, các người ngăn cản cao thủ ngự pháp cảnh chân chính của Ma Tông và Quỷ Tông, còn lại cứ giao cho ta là được. Tư Đồ Minh nhìn Diệp Huyên một cái, vậy chúng ta xin mỏi mắt mong chờ. Nói xong, ông ta xoay người biến mất không còn tăm hơi. Tư Đồ Minh đi chưa bao lâu, Mạc Nguyên đi tới phía sau Diệp Huyên, ông ta lấy một cái hộp ra đưa cho hắn, trong hộp là 12 kim nhân. Diệp Huyên nhận lấy hộp, Mạc Nguyên nói ta đã dùng tài khí nho đạo của mình ra chỉ lại 12 kim nhân này, bây giờ chúng nó hoàn toàn khác với lúc trước, nếu sử dụng, dù là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cũng có thể chống lại. Nhưng sử dụng một lần cần ít nhất 10 triệu linh thạch cực phẩm. 10 triệu. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, không đắt lắm. Mạc Nguyên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, là mỗi con 10 triệu. Tay Diệp Huyên hơi run lên, suýt chút ném cái hộp ra ngoài. Một lần sử dụng 12 kim nhân cần ít nhất 120 triệu. Mạc Nguyên nói, thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Diệp Huyên cười khổ, đương nhiên là có tác dụng, nhưng thứ này thật sự tốn linh thạch quá. Mạc Nguyên vỗ vai Diệp Huyên, không sao, dù gì thì cậu cũng có nhiều linh thạch mà. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên. Mạc Nguyên đi rồi, Diệp Huyên lại đứng một mình thêm một lúc, không biết đã bao lâu trôi qua. Hắn lấy ra một lá bùa truyền âm. Thanh Châu. Ma Tông và Quỷ Tông dẫn theo mấy chục nghìn người đi đến Khương Quốc, mà cả Thanh Châu đều đang đồn cũng vì Diệp Huyên nên Ma Tông và Quỷ Tông mới đến Thanh Châu. Chương 498, đừng nói nữa, hôn ta. Nếu không có Diệp Huyên, Ma Tông, Quỷ Tông và những tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu kia sẽ không đến Thanh Châu, người này đồn với người kia, người ở khắp nơi trên Thanh Châu đều muốn Diệp Huyên chết đi, để Thanh Châu được yên. Ý kiến như thế ngày càng nhiều, đến sau cùng ngay cả trong Khương Quốc cũng có người nói như thế. Trong Hoàng Cung Khương Quốc, Khương Việt Thiên ngồi trước cửa đại điện, một con chó nhỏ màu đen nằm dưới chân ông ta, trước mặt ông ta là một người đàn ông trung niên, người nọ chính là quốc chủ của Khương Quốc. Quốc chủ Khương Quốc trầm giọng nói, trong Khương Quốc ta cũng đã xuất hiện rất nhiều ý kiến bất lợi với Diệp Huyên tiểu hữu. Khương Việt Thiên nhẹ giọng nói, đuổi hết khỏi Khương Quốc. Còn nữa, nếu thành viên trong hoàng thất Khương Quốc ta cũng có người như thế thì đều giáng thành thứ dân, đuổi khỏi Khương Quốc. Quốc chủ Khương Quốc chần chừ một lát, sau đó nói, có phải hơi quá đáng không? Khương Việt Thiên nhìn quốc chủ Khương Quốc, quá đáng cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng bây giờ Thanh Châu biến thành thế này là vì Diệp Huyên? Quốc chủ Khương Quốc lắc đầu, đương nhiên không phải. Thanh Châu xuất hiện những tin nhảm nhí này có lẽ là do Ma Tông và Quỷ Tông gây ra. Mục đích của bọn họ là muốn Diệp Huyên tiểu hữu có khúc mắc với tu sĩ Thanh Châu, khiến Diệp Huyên tiểu hữu bị tu sĩ Thanh Châu cô lập. Khương Việt Thiên nhẹ giọng nói, đáng tiếc đạo lý đơn giản như vậy nhưng rất nhiều người lại không hiểu, hoặc là nói rất nhiều người hoàn toàn không nghĩ ra. Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bọn họ cũng không nghĩ xem, Thương Lan Châu đã biết thành một châu lục chết, nếu Diệp Huyên chết, Thanh Châu cũng sẽ trở thành Thương Lan Châu tiếp theo. Mà những người ở Thanh Châu này sẽ sống còn không bằng chó. Truyền lệnh xuống, Khương Quốc ta toàn lực ủng hộ Diệp Huyên tiểu hữu, bằng lòng cùng sống cùng chết với hắn. Quốc chủ Khương Quốc hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Học viện Thương Lan. Bầu không khí của Học viện Thương Lan lúc này khá nặng nề, vì tất cả mọi người đều biết Ma Tông và Quỷ Tông sẽ đến. Đây cũng không phải thế lực bình thường, mà là thế lực hàng đầu đến từ Trung Thổ Thần Châu. Thực lực của Học viện Thương Lan so với hai tông môn này thật sự chênh lệch hơi nhiều. Nhưng cả Học viện Thương Lan, không có một ai bỏ đi. Ma Tông và Quỷ Tông đi thuyền bay nên tốc độ rất nhanh, chỉ một ngày đã tiến vào Sở Quốc, mà Sở Quốc đã lập tức đầu hàng. Ma Tông và Quỷ Tông cũng không làm loạn, còn trấn an Sở Quốc, cách làm này càng khiến người của Thanh Châu tin vào lời đồn Ma Tông và Quỷ Tông đến Thanh Châu chỉ vì Diệp Huyên, chứ không phải nhằm vào toàn bộ tu sĩ của Thanh Châu. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ Thanh Châu cảm thấy yên tâm, sau đó bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt là Vinh Quốc trước đây, thẳng thừng tỏ thái độ đứng về phía Ma Tông và Quỷ Tông, muốn lên án Diệp Huyên, trả lại mối nhục lúc trước. Không chỉ có Vinh Quốc,
một vài thế gia và tông môn cũng đi nương nhờ Ma Tông và Quỷ Tông. Ma Tông và Quỷ Tông cũng không ở lại Sở Quốc lâu, mà tiếp tục tiến lên. Với tốc độ của bọn họ bây giờ, nhiều nhất 3 canh giờ là có thể đến được Khương Quốc. Học viện Thương Lan, Lục Cửu Ca đi tới ngoài phòng Diệp Huyên, quốc chủ Ninh Quốc Thác Bạt Ngạn dẫn 10.000 tinh nhuệ còn có 100 kim ngô vệ đến, bày tỏ bằng lòng cùng tiến cùng lùi với Học viện Thương Lan chúng ta. Sau một thoáng im lặng, trong phòng vang lên giọng nói của Diệp Huyên, biết rồi. Lúc này, cửa phòng mở ra, một cô gái đi vào. Trong phòng, Diệp Huyên quay đầu nhìn ra cửa, người đến không phải Lục Cửu Ca, mà là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn mặc một bộ áo giáp màu trắng, áo giáp hơi chật, vóc dáng của nàng ta vốn dĩ đã hơi đẫy đà, mặc bộ áo giáp này vào, trước nhô sau vảnh, vô cùng nóng bỏng. Mái tóc dài đen nhánh của nàng ta được buộc lên sau đầu, cộng thêm vẻ mặt không giận tự uy, trông rất có khí khái anh hùng. Thác Bạt Ngạn đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như thế, không nói gì. Diệp Huyên cũng không nói gì. Hai người cứ thế rằng có khoảng nửa khắc, Diệp Huyên lên tiếng trước, ngồi đi. Thác Bạt Ngạn không ngồi, nàng ta cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên như vậy, ngươi vẫn còn giận vì câu ta nói hôm đó ư? Diệp Huyên gật đầu, có hơi giận, ta đến Ninh Quốc chỉ là muốn giúp cô, cũng không có ý gì khác. Thác Bạt Ngạn cúi đầu, câu nói đó là ta sai rồi. Diệp Huyên cười khổ, nghe thấy câu nói này của Thác Bạt Ngạn, hắn chợt cảm thấy mình hơi hẹp hòi. Nhưng ngày đó hắn thật sự rất tức giận, vì hắn đi giúp Thác Bạt Ngạn chỉ là muốn giúp nàng ta, chứ không phải muốn có được cái gì. Câu nói của Thác Bạt Ngạn lúc trước như đang khinh thường hắn, nói nghiêm trọng hơn chính là sỉ nhục, cho nên hắn mới thấy tức giận. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, dù có tức giận cũng đâu cần phải bỏ đi vô tình như thế chứ. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, lúc đó ta rất tức giận. Nói xong, hắn chỉ vào mặt mình, biết gì không? Chỉ với khuôn mặt anh Tuấn này của ta, nữ nhân muốn có ta có thể xếp hàng dài từ Thanh Châu đến Trung Thổ Thần Châu. Mà cô lại nói ta đi giúp cô là vì thân thể của cô nói xem ta có thể không tức giận sao? Ta không có nói, Thác Bạt Ngạn chợt ngắt lời hắn. Cô có, Diệp Huyên nghiêm túc phản bác. Thác Bạt Ngạn nhìn thẳng vào Diệp Huyên, không có. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, Thác Bạt Ngạn đột nhiên đi tới trước mặt hắn, đừng nói nữa, hôn ta. Chương 499, yên tâm, chính nghĩa ắt thắng. Phải nói lúc này Diệp Huyên hơi sững sờ. Vì hướng gió thay đổi thật sự quá nhanh. Làm một nam nhân, sao có thể từ chối yêu cầu của nữ tử một cách tàn nhẫn như vậy? Diệp Huyên đang định mở miệng thì lúc này, Thác Bạt Ngạn lại đột nhiên xoay người bỏ đi với tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi căn phòng. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ. Lúc này Lục Cửu Ca đi tới cửa phòng, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Ma Tông và Quỷ Tông đã đến. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, nhanh vậy sao? Nói xong, hắn đã biến mất khỏi phòng. Ngoài cửa, Lục Cửu Ca sừng sốt, sau đó nhẹ giọng nói, vạn pháp cảnh. Chấm chấm chấm. Hơn 200 chiếc thuyền bay đang lơ lửng trên không trung bên ngoài đế đô thành, Khương Quốc. Thuyền bay xếp thành hình chữ nhân đông nghịt. Diệp Huyên lặng lặng đứng trên tường thành, hai tay hắn chắp sau lưng, mặt ngó về phía chân trời, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra là vui hay giận. Hai bên trái phải Diệp Huyên là Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi, còn có Kỳ An Chi. Chỉ 4 người. Bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi ngẩng đầu lên nhìn chân trời, nhẹ giọng bảo, Diệp Thổ Phỉ. Người tới hơi nhiều đó. Bạch Trạch khịt mũi, Mạc ngu ngốc, người sợ à? Mạc Vân Khởi trừng Bạch Trạch, ông đây sợ ai bao giờ? Bạch Trạch lạnh nhạt nói, vậy lát nữa ngươi lên trước đi. Mặt Mạc Vân Khởi không chút thay đổi, ta không lên trước. Bạch Trạch hừ một tiếng, chắc chắn là ngươi sợ chết. Mạc Vân Khởi liếc nhìn Bạch Trạch, đó không phải gọi là sợ chết, mà gọi là đi chịu chết. Bạch Trạch đang định nói thì Diệp Huyên ở bên cạnh bỗng cười bảo, hai các ngươi giữ sức đi, lát nữa đánh nhau chỉ mệt cho các ngươi thôi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, Diệp Thổ Phỉ, nói thật cho ta biết, chúng ta có người giúp đỡ không? Bạch Trạch cũng gật đầu, Diệp Thổ Phỉ, nói cho chúng ta biết đi. Để hai chúng ta có niềm tin hơn. Diệp Huyên lắc đầu, không có người giúp, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Vẻ mặt Mạc Vân Khởi trở nên cứng đờ, sau đó hắn ta bước tới trước mặt Diệp Huyên,
vô cùng nghiêm túc nói, huynh đệ, chúng ta sẽ bị đánh chết rất thê thảm. Diệp Huyên nghiêm mặt bảo, yên tâm, chính nghĩa ắt thắng. Mặt Mạc Vân khởi co giật một hồi, hắn ta định nói thì lúc này, trên không trung xa xa, một ông lão bước xuống thuyền bay, ông ta đi tới phía trên đầu đám người Diệp Huyên, nhìn xuống họ, ngươi. Vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên phóng lên trời. Trên không trung, mặt ông lão biến sắc, hai tay ông ta chồng lên nhau rồi đè mạnh xuống, một lực lượng mạnh mẽ trào ra từ hai ông ta rồi đổ ập xuống như thác lũ. Trong nháy mắt, không gian dưới chân ông ta lập tức chấn động như sóng vỗ. Cao thủ ngự pháp cảnh. Trong mắt mọi người, một tia kiếm quang xé rách vụt lên, sau chớp mắt yên lặng. Phụt. Trên không trung, một cái đầu bê bết máu rơi xuống cùng một với một hàng máu. Một phát giết chết. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là những cao thủ trên thuyền bay, trong mắt họ tràn đầy kiêng dè. Trên không trung, Diệp Huyên chậm rãi rơi xuống, không lâu sau đó hắn đáp xuống tường thành, tay trái hắn chắp sau lưng, tay phải cầm kiếm đưa ngang qua phải, một cái đầu đầy máu rơi lên thân kiếm. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền bay lớn nhất trên không trung, hắn cười ầm lên, đừng nói nhảm, các ngươi muốn chiến thì chiến. Nói xong, tay phải hắn khẽ run, ngay sau đó cái đầu kia bị ném thẳng lên chiếc thuyền bay lớn nhất trên không trung. Rất nhanh nó đã bay lên tới trước mặt tông chủ Ma Tông Khô Minh Hư và tông chủ Quỷ Tông Kỳ Yên Nô. Kiêu ngạo. Hơn 200 chiếc thuyền bay, tất cả tu sĩ trung thổ thần châu đều không kìm được phẫn nộ, tên Diệp Huyên này thực sự quá kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, vô số người sắn tay áo lên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tuy Diệp Huyên đã giết một vị ngự pháp cảnh, nhưng họ vẫn không sợ, vì trong số họ có ngự pháp cảnh chân chính. Và lại họ nhiều người hơn. Có thể nói, họ không có gì phải sợ. Trên thuyền bay, Khô Minh Hư nhìn cái đầu trước mặt mình, trong mắt không có giận dữ mà chỉ có nặng nề. Trong mắt Kỳ Yên Nô cũng là vẻ nặng nề, bà ta nhìn Diệp Huyên ở phía dưới một cách sâu xa, một phát giết chết. Người này còn yêu nghiệt hơn những gì ta và ông nghe nói. Khô Minh Hư khẽ gật đầu, kiếm hoàng trẻ tuổi như vậy, ngay cả trung thổ thần châu cũng không có người thứ hai. Sau lưng người này không đơn giản đâu. Kỳ Yên Nô trầm giọng nói, hắn kiêu ngạo như thế, hiển nhiên là không sợ hãi, nhưng chúng ta vẫn chưa biết hắn có lá bài tẩy gì. Chẳng lẽ vị kiếm tiên sau lưng hắn thật sự mạnh đến mức ấy sao? Khô Minh Hư khẽ cau mày, trước đây lục tôn chủ của Liên Minh Hộ Giới từng nói, vị kiếm tiên kia đã rời đi. Kỳ Yên Nô cười khẩy, ông tin lời vô nghĩa này. Khô Minh Hư lắc đầu, đương nhiên ông ta không tin. Vì nếu sau lưng Diệp Huyên không có người, chắc chắn Liên Minh Hộ Giới sẽ không treo thưởng cao như vậy để giết Diệp Huyên. Chắc chắn Liên Minh Hộ Giới đang kiêng dè gì đó. Nếu không phải điều kiện mà Liên Minh Hộ Giới đưa ra quá hấp dẫn, ông ta cũng không định nhúng tay vào vũng nước đục này. Kỳ Yên Nô chợt lên tiếng, giờ thế nào? Ra tay luôn hay sao? Khô Minh Hư lắc đầu, không vội, truyền lệnh lại, nói là Diệp Huyên vi phạm quy định của Thanh Thương Giới. Thanh Thương Giới không thể chứa hắn nữa. Ma Tông ta và Quỷ Tông đến đây chỉ nhằm vào một mình Diệp Huyên, chỉ cần người trong thành không giúp kẻ xấu làm việc ác, tự động rời đi, chúng ta sẽ không làm khó. Khóe miệng Kỳ Yên Nô nhếch lên, kế hay, làm vậy chắc chắn họ sẽ chưa đánh đã chạy. Khô Minh Hư nhìn Diệp Huyên ở phía dưới rồi nói tiếp, tiếp tục thăm dò xem sau lưng người này ngoài vị kiếm tiên kia thì còn thế lực khác không. Trước khi biết chi tiết về lai lịch của hắn, chúng ta tạm thời không ra tay. Kỳ Yên Nô gật đầu, ta sẽ đích thân đi điều tra. Nói xong, bà ta xoay người biến mất không còn tăm hơi. Khô Minh Hư cúi đầu nhìn xuống dưới, mà lúc này mấy người Diệp Huyên đã quay người rời đi. Nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt Khô Minh Hư dần trở nên u ám. Lần này đến đây là một vụ đánh cược. Vì trước khi đến, ông ta đã biết Diệp Huyên không đơn giản, chắc chắn sau lưng có người. Hơn nữa có lẽ không phải người bình thường. Nhưng ông ta không thể không đến. Chương 500, Diệp Huyên, Cổ Kiếm Huyên. Cả Thanh Châu đều giao cho Ma Tông, sự cám dỗ này quá lớn. Ở trung thổ thần Châu, Ma Đạo không thể phát triển một cách trắng trợn, vì phần lớn người tu luyện Ma Đạo đều vô nhân tính, là việc mà rất nhiều người không chấp nhận được. Nếu họ làm loạn ở trung thổ thần Châu chắc chắn sẽ khiến mọi người phẫn nộ, hơn nữa cũng sẽ bị Liên Minh Hộ Giới chèn ép.
Nhưng ở Thanh Châu đã có sự cho phép của Liên minh hộ giới, chỉ cần giết Diệp Huyên, Ma Tông muốn làm gì thì làm. Nhiều nhất chưa tới 5 năm, Ma Tông sẽ có thể trở thành siêu thế lực, dù ở Trung Thổ Thần Châu cũng là thế lực đứng hàng đầu. Bởi vì ở đây, họ có thể sử dụng toàn bộ tài nguyên của Thanh Châu. Đây là một cơ hội có thể thay đổi số phận của Ma Tông. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải diệt trừ kẻ cầm đầu Diệp Huyên. Khô Minh Hư chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải ông ta nắm chặt. Nếu lần này không thành công thì sẽ hy sinh vì chính nghĩa. Chấm chấm chấm. Phía dưới, trên tường thành, Mạc Vân Khởi ở bên cạnh Diệp Huyên bỗng lên tiếng, Diệp Thổ Phỉ, hình như họ không ra tay. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta về trước thôi. Mặc kệ họ, Mạc Vân Khởi hỏi. Diệp Huyên cười bảo, trước hết cứ kệ đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chút tò mò. Vì Diệp Huyên quá bình tĩnh. Rốt cuộc hắn có lá bài tẩy gì? Diệp Huyên trở lại học viện Thương Lan, sau đó vào phòng của mình. Trong phòng có ba người đang ngồi. Cuồng sư, vương giả và cô gái đeo khăn che mặt. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên ngồi xuống cười nói, nếu bây giờ ba vị rời thì vẫn còn kịp đấy. Cuồng sư và vương giả đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai nhìn về phía cô gái đeo khăn che mặt, nàng ta không nói gì. Cuối cùng, cuồng sư nhìn Diệp Huyên, người của Liên minh hộ giới không xuất binh đánh sao. Diệp Huyên rót một tách trà cho mình, sau khi uống một hớp, hắn cười đáp, đương nhiên là có. Yên tâm, chỉ cần cao thủ của Ma Tông và Quỷ Tông ra tay, chắc chắn họ sẽ phải chết. Cô gái đeo khăn che mặt nhìn Diệp Huyên, thật ư. Diệp Huyên gật đầu thật. Nàng ta hỏi, tại sao? Khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch, thiên cơ không thể tiết lộ. Tóm lại, nếu ba vị không có vấn đề gì thì chúng ta có thể lên kế hoạch tiếp theo. Cuồng sư trầm giọng nói, nếu cao thủ vạn pháp cảnh thật sự không ra tay, đương nhiên chúng ta không sợ Ma Tông và Quỷ Tông, nhưng chỉ mấy người chúng ta với đạo binh của ngươi vẫn chưa đủ. Nên biết rằng ngoại trừ Ma Tông và Quỷ Tông, còn có mấy chục nghìn tu sĩ Trung Thổ Thần Châu. Nói tới đây, hắn ta nhìn Diệp Huyên, có lẽ ngươi đã nghĩ đến điều này rồi. Diệp Huyên quay mặt sang cuồng sư, sau lưng ta có liên minh hộ giới. Cuồng sư nhìn Diệp Huyên, đại ca, ta biết sau lưng ngươi có người, ngươi lợi hại, được chưa? Diệp Huyên. Vương giả chợt nói kế hoạch của ngươi nghe xem. Diệp Huyên trả lời, hai người các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào đi, lúc đó mục tiêu chính của các ngươi là những cao thủ vạn pháp cảnh kia, cho dù không thể giết chết họ thì cũng phải giữ chân họ lại. Ta đã điều tra, cao thủ vạn pháp cảnh của hai tông cộng thêm một số tán tu thì có khoảng 52 người, đội lính đánh thuê của hai các ngươi giữ chân 52 người này có khó không? Vương giả trầm giọng đáp, ta với cuồng sư ra tay thì không khó. Cuồng sư cũng gật đầu, cao thủ vạn pháp cảnh chẳng có uy hiếp gì với hắn ta và vương giả, trừ phi là vạn pháp cảnh chân chính. Ngay cả vạn pháp cảnh chân chính, hai người họ cũng không sợ. Diệp Huyên gật đầu. Sau đó nhìn sang cô gái đeo khăn che mặt, còn các hạ chỉ cần giúp ta đối phó 10 tên ngự pháp cảnh là được, thế nào? Nàng ta suy tư một lúc rồi nói, được. Diệp Huyên cười bảo, được rồi, mọi người đi làm việc riêng đi. Khi nào người của ta đến, chúng ta sẽ lập tức ra tay trước. Người. Vương giả và cuồng sư nhìn Diệp Huyên, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm vì Diệp Huyên có người, chỉ cần vẫn có người là được. Hai người đứng dậy rời đi, nhưng cô gái đeo khăn che mặt vẫn ở lại, nàng ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi không phải người của liên minh hộ giới, ngươi hoàn toàn không có người giúp đỡ. Ngươi chỉ đang lừa dối ba người chúng ta. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó khẽ thở dài, xem ra ta không giấu được nữa. Không dám giấu giếm, ta chính là tông chủ đời kế tiếp được chọn bí mật của Thương Kiếm Tông, tên thật của ta là Cổ Kiếm Huyên. Cô gái đeo khăn che mặt nheo mắt, Thương Kiếm Tông là môn phái kiếm tu lớn nhất Thanh Châu, trong tông môn của họ, ai chẳng biết Cổ Mai Nhược mới là thiếu tông chủ của Thương Kiếm Tông. Ngươi! Lúc này, Diệp Huyên một nhiên lấy kiếm liên tú ra, sau đó nhẹ nhàng phân ra, chỉ tích tắc kiếm đã phân thành hai, Diệp Huyên chỉ thanh kiếm bên phải, kiếm này là bội kiếm của kiếm chủ thương giới, tổ sư của Thương Kiếm Tông ta. Nếu ta lừa cô, ta không phải người.
Nghe vậy, hai tay cô gái đeo khăn che mặt chậm rãi siết lại, nàng ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm liên tú này. Trên thân kiếm có hai từ, lôi tiêu. Lúc này, hắn đưa kiếm liên tú trong tay cho cô gái đeo khăn che mặt, nếu không tin thì cứ lấy đi điều tra. Còn nữa, tiết lộ cho cô thêm một chuyện. Lần này là cái bẫy do liên minh hộ giới, thường kiếm tông ta với vô số thế lực của trung thổ thần châu bố trí, mục đích là để tiêu diệt tận gốc quỷ tông và ma tông. Nghe thế, cô gái đeo khăn che mặt đứng phắt dậy, nàng ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Diệp Huyên đột nhiên giơ tay phải lên, nếu cô không tin, ta sẽ thề. Ta thề độc, nếu những lời ta vừa nói có chút giả dối, cổ kiếm huyên ta sẽ bị hồn phi phách tán, chết không tử tế. Thề độc. Ánh mắt của cô gái đeo khăn che mặt hơi nghiêm túc, nên biết rằng bình thường tu sĩ không thể thề độc, nếu không sau này sẽ gây ra tâm ma, hại chết chính mình. Nhưng Diệp Huyên trước mắt nàng ta lại dám thề, còn là thề độc. Lúc này, Diệp Huyên nói có chút thần bí, thật ra sư phụ ta, kiếm chủ thương giới chưa chết, ông ấy vẫn còn sống. Cô gái đeo khăn che mặt khẽ run, sau đó nàng ta ngồi xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.